Chào mừng các bạn lại đến với audio chuyện hay, phát sóng trực tuyến lúc 10 giờ sáng từ thứ hai đến thứ bảy. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn tập 20 của Tu Tiên Thời Hiện Đại. Các bạn hãy cho tim mình một súp cà ri bê nhé, ta cùng đến với tập hôm nay nào. Người kia vội vàng cuống quýt gần đầu nói vâng, dẫn mọi người đi vào trong. Sau khi mọi người lượn quanh mấy phòng, tiến vào trong một cái phòng khách rộng lớn, lúc này ở phía đối diện có mấy người đi tới. Diệp Trần nhìn thấy hai người trong đó, lông mày không thể không nhíu lại, Hai người này thế nhưng hắn đều biết. Chỉ thấy một người có khuôn mặt đẹp trai, tức chừng 20 tuổi hóa ra là Lục Thiếu Khanh, lần trước lúc hắn tới Thiên Hải, người này muốn đánh chủ ý với chị tôn mạn của hắn. Mà ở bên cạnh Lục Thiếu Khanh thì là một nam thanh niên có dáng người cường tráng, khí chất lạnh lùng, hóa ra chính là anh họ của Lục Thiếu Khanh, thiếu chủ Vũ gia, Vũ Liên Thành. Diệp Trần cũng không nghĩ tới, thế mà ở nơi này cũng có thể gặp được hai người kia. Vũ ca, Lục ca, làm sao các ngươi lại ở chỗ này? Rất nhanh Liễu Mộ Bạch cũng đã nhìn thấy Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh, lập tức nở ra nụ cười tiến lên nghênh đón. Liễu Mộ Bạch này thân là thiếu chủ của Liễu gia, mà Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh thì theo thứ tự là thiếu chủ của Vũ gia và Lục gia, ba người này đều là đại thiếu đỉnh cấp ở thành phố Thiên Hải, hai bên tự nhiên rất quen thuộc. Tuy nhiên Vũ Liên Thành nhìn thấy Liễu Mộ Bạch, vẻ mặt thì không tốt chút nào, cười lạnh nói: "Nha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Mộ Bạch ta." Sau khi Vũ gia rơi đài, Liễu ra nhanh chóng đầu nhập vào trận doanh của Vân Châu Diệp Tiên Sinh, giống như là phản bội Vũ gia, Vũ Liên Thành nhìn thấy Liễu Mộ Bạch đương nhiên sẽ không có hắn một cái sắc mặt tốt. Lúc Thiếu Khanh ở một bên cũng theo đó cười lạnh chào phúng nói: "Nghe nói tiểu tử ngươi vì đáp đến quan hệ với Đường gia, còn đã chuyển trường tới Vân Châu đi, cháu gái bảo bối của Đường Nghiệp kia, chắc hẳn bây giờ đã đắc thủ a." Xoạt! Lục Thiếu Khanh vừa nói xong lời kia, chẳng những sắc mặt Liễu Mộ Bạch thay đổi lớn, ngay cả mọi người ở phía sau cũng thi nhau bàn tán xôn xao nhất là đường thanh nhã, vốn tuy rằng cô ta không thích liễu mộ bạch, nhưng bởi vì trước đó liễu mộ bạch theo đuổi nàng, quả thực hao tổn không ít tâm tư. Chuyện này luôn để cho cô ta không ít thì nhiều cũng có chút áy náy, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng liễu mộ bạch này hóa ra còn có ý khác. Đường thanh nhã càng nghĩ càng giận, nhịn không được muốn tiến lên chất vấn hắn thật tốt một phen, tuy nhiên lại được Diệp Trần kéo lại, nói khẽ với nàng. Tên cặn bã này, tôi sẽ giúp cô thu thập, cô không cần phải đi quản. Đường thanh nhã nghe được lời này của Diệp Trần, trong lòng lập tức cảm thấy ngọt ngào, nộ khí trong lòng trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng, thế là lui về bên cạnh Diệp Trần. Liễu Mộ Bạch bị Lục Thiếu Khanh một câu chọc thủng, đầu tiên là xấu hổ một lúc, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại một chút, dù sao chính mình và Đường Thanh Nhã đã không có khả năng, cũng không quan trọng, thế là hướng về phía tên nhân viên kia khoát tay áo, ta và hai vị ca ca có chút chuyện muốn nói, người dẫn bạn của ta đi vào trước. Tên nhân viên kia tự nhiên không dám có ý gì khác, lập tức dẫn mấy người Diệp Trần tiếp tục đi vào bên trong. Mà Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh lúc này cũng mới chú ý tới nhóm người ở đằng sau hóa ra là bạn cùng lớp với Liễu Mộ Bạch. Lục Thiếu Khanh theo bản nhưng quét trên người của những người này một lượt, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn trong chọc và một người trong đó, lạnh giọng nói. Diệp Trần. Diệp Trần thấy Lục Thiếu Khanh rốt cuộc cũng đã nhìn thấy mình, khóe miệng cũng không thể không nhách lên một chút, không để ý tới hắn trực tiếp đi qua trước mặt hắn. Lúc vừa nhìn thấy Diệp Trần, Lục Thiếu Khanh bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước đó ở trên du thuyền chính mình bị làm cho nhục nhã lập tức giận không chỗ phát tiết. Tật hận không thể đi lên hành hung hắn một trận. Thế nhưng rất nhanh hắn lại nhớ ra chính mình còn lâu mới là đối thủ của đối phương, lúc này mới mạnh mẽ nhịn xuống. Mà ngay tại lúc này, đám người Diệp Trần đã đi theo tên nhân viên công tác kia đi vào trong phòng khách. Liễu mộ bạch ở một bên thấy thế lập tức nhìn ra mánh khóe vội vàng cười nói. Lục ca, làm sao, người cũng có khúc mắc tới tiểu tử kia sao? Lục thiếu khanh một mặt quán hận nói. Ta hận không thể rút gân lột ra tiểu tử này ra, vũ liên thành ở bên cạnh cũng mơ hồ nhớ lại diệp trần ở một bên che lời nói em họ đây chính là tiểu tử lần trước ở trên thuyền hại người mất hết thanh danh sao lục thiếu khanh nhẹ gật đầu hai mắt như muốn phun ra lửa lúc trước nếu như không phải cậu xảy ra chuyện hơn nữa hai tháng gần đây bởi vì phân châu diệp tiên sinh chèn ép lòng người trong gia tộc bàng hoàng ta sớm tìm người đi xử lý tên tiểu tử này liễu mộ bạch nghe được lời này của lục thiếu khanh lập tức cao hứng suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên quá tốt rồi lục ca thực không dám giấu diếm ta và tiểu tử này cũng có thâm cừu đại hận buổi sáng nếu như không phải tiểu tử này có vận khí tốt ta đã giết chết hắn lục thiếu khanh nghe được điều này trong nháy mắt cảm thấy liễu mộ bạch thuận mất hơn rất nhiều không thể không hướng nơi mà diệp trần biến mất nhìn một cái sau đó lạnh giọng nói đã như vậy không bằng chúng ta dứt khoát đã không làm thì thôi mà đã làm thì phải làm đến cùng nói đến đây lục thiếu khanh là một cái thủ thể cắt cổ ý thứ hiển nhiên là muốn xử lý diệp trần Liễu mộ bạch vội vàng gật đầu, tiểu đệ cũng đang có ý này. Ngay tại lúc tam đại thiếu của thiên hải tập trung ở một chỗ, mưu đồ xử lý Diệp Trần như thế nào? Thì một bên khác, mấy người Diệp Trần đã thay đổi thành áo tắm, đã đi tới khu ao suối nước nóng ở đỉnh núi. Một nhóm bọn họ tổng cộng có 11 người, 6 nam nam nữ. Nữ nhân thay quần áo, luôn chậm hơn so với nam nhân. 6 người Diệp Trần đều đã ngâm ở trong suối nước nóng một lúc lâu, năm cô gái còn chưa từ trong phòng thay quần áo đi ra. Ta đi, Diệp Trần, thật không nhìn ra, da của ông lại tốt như vậy, giống như của nữ nhân a. À. Trương Bằng Vũ bỗng nhiên hô to kêu nhỏ lên, lập tức dẫn tới những người khác cũng thi nhau treo gẹo, thật đúng a. À. Theo như tôi thấy coi như nữ nhân chỉ sợ cũng không sánh bằng ông a. À. Diệp Trần, ông sẽ không phải giả gái trong truyền thuyết a. À. Diệp Trần cũng không biết phải nói cái gì, sau khi bước vào cảnh giới trúc cơ, thân thể của hắn lên một nấc thang mới, làn da có thể so với mỹ ngọc, hoàn toàn chính xác có phần trướng mắt. Lúc mọi người ở đây đang nghị luận mấy người đường thanh nhã cuối cùng cũng thay áo tắm xong từ từ đi tới bạch 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 ngoài diệp trần ra ánh mắt năm người gần như đồng thời bị hấp dẫn qua dáng người của lớp trưởng cũng quá tốt đi người nói chuyện tên là lưu hiểu quân nhìn nước bọt đều nhanh muốn chảy ra trương bằng vũ ở một bên trực tiếp đập nhẹ vào trên đầu lưu hiểu quân một cái cười mắng lớp trưởng thế nhưng là danh hoa đã có chủ cẩn thận trần ca diệt ngươi lúc này lưu hiểu quân mới đưa ánh mắt lưu luyến không rời dịch chuyển sang chỗ khác gãi đầu một cái, nghiêm túc nói. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp thôi à, đừng dùng tư tưởng bẩn thỉu kia của người đến phỏng đoán thế giới nội tâm của ta. Ta thấy nội tâm thế giới của ngươi nha chính là ở trong ổ cứng máy tính có tới mấy chục gigabyte toàn là phim hành động của đảo quốc đi. Cái gì? Chuyện này cũng bị người phát hiện. Diệp Trần nhìn thấy hai cái tên giờ hơi này đấu võ mồm với nhau, không thể không cười lắc đầu, cũng không thể không ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này đường thanh nhã thay đổi một bộ bikini màu đen, bên ngoài còn có một cái váy mỏng màu xanh sẫm tự nhiên hào phóng lại không mất đi sự gợi cảm còn lộ ra sức hấp dẫn thần bí đi so sánh với bốn người khác mà nói dáng người của đường thanh nhã tuyệt đối là tốt nhất có thể gọi là hoàn mỹ thiếu hụt duy nhất khả năng chính là tuổi còn nhỏ có vẻ hơi non nớt rất nhanh năm cô gái cũng xuống nước bắt đầu ngâm mình chìm vào trong nước nóng chỉ chớp mắt nửa giờ đi qua để mọi người cảm thấy buồn bực là liễu mộ bạch chẳng những không có tới trong khu vực vip thế mà không có khách hàng nào khác lúc mọi người ở đây đều mơ hồ nhận ra được. Chuyện này có chút quỷ dị thì một loạt nữ phục vụ viên mặc bikini đồng màu nối đuôi nhau mà vào. Hơn nữa trong tàu còn bưng các loại đồ uống cao cấp, đưa đến trước mặt mọi người. Một nữ phục vụ viên trong đó điểm nghiêm nói. Liễu thiếu để cho ta tới truyền một lời cho các vị, hắn đã bao hết toàn bộ khu vực VIP này, để các vị khách quý vui đùa thỏa thích, sau khi hắn xử lý xong chuyện của mình sẽ lập tức chạy tới. Nghe được điều này, mọi người vốn còn có chút lo nghĩ, lập tức chuyển để yên lòng hơn nữa ngâm suối nước nóng nửa giờ sớm đã khát không chịu được thế là mọi người thi nhau cầm lấy đồ uống vừa mới được mang tới kia bắt đầu uống diệp trần lại khẽ cau mày biết chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy quả nhiên sau khi mọi người uống những thứ đồ uống này lập tức thi nhau kêu buồn ngủ chỉ trong nháy mắt ngoài diệp trần ra toàn bộ đã ngã nghiêng ngã ngửa ngủ thật say diệp trần thấy thế lâu mày nhíu lại lập tức dùng thần niệm quét qua lúc này mới phát hiện trong đám người có động tuy nhiên khí tức của mọi người bình thường chắc là một loại độc dược cây cho người hôn mê, ngược lại là không có ảnh hưởng tới tính mệnh. Không cần hỏi, đấy nhất định là kiệt tác của Liễu Mộ Bạch, trong đồ uống lúc trước có động tay chân. Tuy nhiên độc dược này cũng không giống bình thường, thế mà ngay cả Diệp Trần trong lúc nhất thời không có phát giác. Ngay tại lúc Diệp Trần đảo mắt suy nghĩ, ở nơi xa truyền tới một hồi sao động. Diệp Trần tâm niệm vừa động, rất khoát dựa vào bên cạnh ao, nhắm mắt lại, giả vờ bị trúng độc mà hôn mê. Rất nhanh, ba người Liễu Mộ Bạch, Lục Thiếu Khanh Vũ Liên Thành đã đi tới bên cạnh ao suối nước nóng, sau lưng còn có một lão giả mặc quần áo cổ giang. Lưu trưởng lão không gổ là cao nhân tiêu giao sân trang, mê hồn tán này quả nhiên dễ dùng, xem tiểu tử này hôm nay còn không chết được sao. Người nói chuyện chính là Lục Thiếu Khanh, mà lưu trưởng lão trong miệng hắn, chắc là lão giả bên cạnh hắn kia. Lưu trưởng lão cười nhạt một tiếng, thật ra thì đối phó loại mặt hàng này, không cần lãng phí một bình mê hồn tán của ta. Nếu như không phải tiêu giao sơn trang chúng ta nghiêm cấm không được động võ với người thế tục, một trường của bàn trưởng lão là có thể kết liễu hắn đúng vậy đúng vậy ba người lục thiếu khanh thi nhau gật đầu nói phải hiển nhiên địa vị của lưu trưởng lão này không thấp ngay cả tam đại thiếu cao cấp nhất thành phố thiên hải đều phải cố gắng lấy lòng tuy nhiên lời này của hắn vừa mới nói ra không lâu một giọng nói tràn ngập âm thanh đùa cợt vang lên thật sao vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội này ta ngược lại muốn nhỉ một chút ngươi dùng một trường kết liễu ta như thế nào lưu trưởng lão kia và ba người lục thiếu khanh ngay lập tức thi nhau biến sắc chỉ thấy Cùng lúc giọng nói này buông xuống, Diệp Trần đã từ trong ao suối nước nóng đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn qua bọn họ. Sau khi lưu trưởng lão hơi kinh hãi thì nhanh chóng tỉnh táo lại, cười lạnh nói. Hóa ra ngươi không có trúng độc, tuy nhiên, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái thằng mắt con sẽ là đối thủ của bàn trưởng lão sao. Hóa ra vị lưu trưởng lão này xuất thân từ tiêu giao sơn trang tông môn ẩn thế của hoa hạ. Tiêu giao sơn trang am hiểu nhất là luyện đan chế dược có một ít phương diện làm ăn vãng lai về vũ gia hai người vũ liên thành và lục thiếu khanh thì phụng mệnh của gia tộc đặc biệt tới chỗ này chiêu đãi vị lưu trưởng lão này mà nói tam đại thiếu hợp hư muốn giết diệp trần nhưng lại phát hiện từ trong gia tộc điều động cao thủ tới đây sợ là có phần không kịp lấy võ công của ba người bọn họ khẳng định không phải là đối thủ của diệp trần thế là cầu đến vị lưu trưởng lão này mấy ngày nay lưu trưởng lão đối với sự chiêu đãi của hai người vũ lục đều tương đối hài lòng nghe nói đối phương chẳng qua chỉ là một tên học sinh cấp ba thế là đáp ứng rất sảng khoái sau đó thì có cảnh tượng trước mắt này. Lưu trưởng lão vừa nói chuyện đồng thời, tay áo dài bỗng nhiên vung lên. Sư, sư, sư. Một đường ánh sáng yếu ớt hiện ra ở trên không trung, Diệp Trần cẩn thận nhìn lại thì là mấy chục cái ngân châm bay ra. Hơn nữa ở trên những ngân châm này mơ hồ nổi lên khói đen, hiển nhiên chắc là cho tầm kịch độc. Hừ, Diệp Trần đứng ở trong ao cũng không có ý định động đậy, trực tiếp hử lạnh một tiếng, trong nháy mắt tự hình thành một cái khí chẳng cường đại. Quanh không chỉ những chiếc ngân châm đó trong nháy mắt theo đường cũ bắn trở về ngay cả mấy người lục thiếu khanh ở xa xa cũng lập tức cảm giác được một cỗ uy áp cực kỳ cường hãn làm cho bọn hắn choáng váng ở trên mặt đất suýt nữa thì ngất cái gì lưu trưởng lão quá sợ hãi vội vàng lăn lông lốc thật nguy hiểm để né tránh những cái ngân châm kia trên thân đã chấn kinh mà xuất ra mồ hôi lại cả người vẻ mặt bất khả tư nghị nói hóa khí thành vực người lại là cường giả thánh cảnh người rốt cuộc là ai người trong nghề vừa ra tay là là biết có hay không Diệp Trần thi triển một chiêu thần thông hóa khí thành vực này đi ra, ngay lập tức Lưu Trưởng lão đã biết được tu vi của đối phương hơn sao mình, hắn văn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thế nhưng là kẻ trước mắt này nhìn qua cùng lắm mới mười mấy tuổi, tại sao có thể có tu vi thâm hậu như vậy? Trong chớp mắt, trong lòng Lưu Trưởng lão hiện lên một phần sáng, gần như hét lên, người họ Diệp, chẳng lẽ ngươi là Diệp Cuồng Tiên? Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, lão nhân này thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã nhận ra được thân phận của mình. Lông mày không thể không nhíu lại, chúc mừng ngươi, đáp đúng, đáng tiếc vẫn là phải chết. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, còn ngươi của Lưu trưởng lão lập tức co rụt lại, vội vàng kêu gào, "Không, ngươi không được giết ta, ta thế nhưng là người của Tiêu Dao Sơn Trang." Diệp Trần lập tức cười, cũng không có vội vàng xuất thủ, trên mặt nở ra nụ cười đùa cợt nói, "Tiêu Dao Sơn Trang sao? Ngươi cảm thấy ngươi so với Thánh tử Tần Vô Song của Thánh Tâm Các thì như thế nào?" Vẻ mặt của lưu trưởng lão đột nhiên trở nên trắng bạch vô cùng Đúng nha, đối phương thế nhưng là mãnh nhân ngay cả thánh tử thánh tâm các đều có thể nói giết là giết Huống chi, hắn chẳng qua chỉ là một cái trưởng lão ngoại môn của tiêu giao sơn trang Tuy nhiên, ở dưới sự khao khát cầu sống, lưu trưởng lão tự nhiên không muốn nhắm mắt trời chết, vội vàng lại nói Đừng đừng, việc này đích thật là ta xúc phạm ngài, chỉ cần ngài không giết ta, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngài Tiêu giao sơn trang chúng ta thừa thải các loại linh hoa dị thảo chỉ cần ngài cần thì cứ mở miệng. Diệp Trần nghe được điều này không thể không suy nghĩ một chút. Ồ, vậy có thất Diệp hồi tiên thảo không? Lưu trưởng lão hơi sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu mạnh. Có có có. Thất Diệp hồi tiên thảo là thánh vật của Tiêu Giao Sơn Trang ta. Chỉ cần ngài không giết ta thì ta chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì ngài mang tới. Nghe được điều này, Diệp Trần lập tức sững sờ. Thất Diệp hồi tiên thảo là loại thảo dược quan trọng để phục sinh mân côi. Vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tiêu dao Sơn Trang này thế mà thực sự có. Tuy nhiên, hắn chợt nghĩ lại, lời nói này của Lưu trưởng lão cũng chưa chắc có thể tin, nói không chừng hắn chỉ vì mạng sống cho nên mới cố ý nói như vậy. Huống chi coi như Tiêu Dao sân trang thật sự có thần thảo như thế, tất nhiên cũng sẽ bảo vệ chặt chẽ, lấy địa vị và thân phận của người này, chắc là còn chưa tiếp xúc tới được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần cười lạnh lần nữa, không cần ngươi phải phí tâm, ta sẽ đích thân tới quý trang lấy đi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cong ngón tay búng ra, một đạp tam muội chân hỏa đã bay về phía Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão lập tức hoảng hốt, vội vàng quay người muốn trốn, đáng tiếc lấy tu vi của hắn chẳng qua mới chỉ là nửa bước hóa kình mà thôi, làm sao chống đỡ được một kích của Diệp Trần chứ. Quang, Lưu trưởng lão chỉ chạy ra được chưa tới 10 mét, trong nháy mắt bị tăm muội chân hỏa đuổi kịp, lập tức phừng phừng một tiếng bốc cháy lên. A! À. Theo tiếng kêu la tham thiết vang lên, thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, cả người Lưu trưởng lão đã bị tam muội chân hỏa đồi cháy không còn, trực tiếp hóa thành một làn khói xanh, triệt để biến mất ở trên đời này cứu mạng a à. trong nháy mắt diệp trần tiêu diệt lưu trưởng lão ba người liễu mộ bạc ở một bên mắt thấy toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra vừa rồi tất cả sớm đã bị dọa đến không kiềm chế được mà tè cả ra quần thi nhau cả một tiếng sau đó muốn trốn chạy phốc diệp trần bấm tay hướng không trung bắn ra âm âm toàn bộ khu vít trong nháy mắt tạo thành một đạo cấm chế vô hình ba người liễu mộ bạch vừa mới lao ra được hơn 10 mét lập tức lao vào trên một bức tường vô hình trong nháy mắt bị bắn ngược trở về bạch cùng lúc đó thân thể diệp trần lấy lên xuất hiện trước mặt ba người giống như quỷ mờ bây giờ mới chạy vậy thì không khỏi chậm một chút a à. và lúc này ba người thực sự đã hối hận nếu như bọn hắn biết diệp trần thế mà lại chính là vị diệp cuồng tiên diệp tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh kia coi như cho bọn hắn thêm 10 cái lá gan cũng quyết tâm không dám tìm hắn gây rắc rối diệp tiên sinh ta sai rồi ta không phải người ta là xúc sinh ngài xem ở ta tốt xấu gì cũng là bạn học cùng lớp với ngài tha cho cái mạng chó này của ta đi liễu mộ bạch nằm dạp trên mặt đất vừa liều mạng dập đầu như dã tỏi vừa khóc lóc cầu xin tha thứ còn về lục thiếu khanh thì vẻ mặt dại ra cho tới bây giờ hắn còn không thể nào chấp nhận được chuyện diệp trần chính là vân châu diệp tiên sinh này giống như là thần kinh thắc loạn trong miệng luôn luôn lẩm bẩm nói không có khả năng đây không có khả năng trong ba người duy chỉ có vũ liên thành coi như có chút cốt khí biết mình hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ rất khoát trợn mắt nhìn qua diệp trần cười lạnh nói thua bởi trên tay của ngươi vũ liên thành ta nhận ngươi cứ việc động thủ giết ta đi tuy nhiên ngươi cũng đừng đắc ý tần trưởng lão của thánh tâm các sẽ vì vũ gia ta lấy lại công đạo lấy lại công đạo không cần khóe miệng diệp trần hơi nhếch lên một lần nữa trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn chậm rãi nói hôm nay qua đi trên đời này sẽ không còn có vũ gia cũng sẽ không còn lục gia cả liễu gia ta hôm nay muốn độ tam tộc các ngươi nói xong lời này hai con ngươi của diệp trần bỗng nhiên chừng một cái phốc 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 từ trên vị trí trái tim của ba người ngay lập tức bắn ra ba đạo tiêm máu lao thẳng lên chín tầng trời hóa thành ba đám sương máu mà ba người này ngay cả tiếng kêu rên đều chưa kịp phát ra đã biến thành một đống thây khô như vậy còn chưa xong ngay sau đó hai tay diệp trần điểm chỉ mộc lúc ở trên ba đám sương máu đó dường như đang bố trí một loại trận pháp nào đó cực kỳ phức tạp thật lâu hai con mắt của diệp trần ngưng tụ lần nữa một đạo ánh sáng trắng từ mi tâm của hắn bắn ra dung nhập vào trang ba đám sương máu kia Đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng, Lấy máu làm dẫn, Diệt kỳ tông thân, Huyết dẫn sát chú, đi. Huyết dẫn sát chú, tên nhị nghĩa, chính là một loại lấy huyết mạch làm dẫn, Chu sát kỳ tông thần cùng tộc là một loại chú pháp tà ác. Nếu không phải ba người Liễu Mộ Bạch này cùng với gia tộc sau lưng bọn hắn, lặp đi lặp lại khiêu khích Diệp Trần nhiều lần, hắn cũng không muốn sử dụng môn pháp chú tà ác này. Nhiều cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi tới lại mọc lên. Vậy thì rất khoát ngay cả gia tộc đời thứ ba của bọn họ trừ sạch toàn bộ cũng tránh cho sau này lại có phiền phức. Theo tiếng quát khẽ kia rơi xuống. Sư, sư, sư. Từ đám sương máu ở trên không kia phân biệt tách ra thành ba luồng ánh sáng màu máu bay thẳng tới ba vị trí khác nhau mà đi. Sau khi Diệp Trần đột phá cảnh giới trúc cơ, thần niệm đột nhiên tăng mạnh thêm lần nữa, cùng với lực lượng huyết mạch của ba người này chỉ dẫn, đủ để bao trùm trong phạm vi trăm dặm. Hay nói theo cách khác, ba người liễu mộ bạch này chỉ cần đều là cùng gia tộc ba đời gần đây của bọn hắn, chỉ cần không ta khỏi thành phố Thiên Hải, cũng khó có thể trốn tránh được thần niệm chu sát của diệp trần cùng lúc đó vũ gia ở thiên hải vào lúc này đang răng đèn kết hoa mọi người vui mừng hớn hở trên đại sảnh mọi người vũ gia đều tập trung lại một chỗ đang nghị luận chuyện gì đó rất sôi nổi thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui đắc ý cha ngài vừa xuất mã quả nhiên không phải tầm thường vũ gia chúng ta chỉ cần dựa vào đường dây này của lưu trưởng lão sau này làm ăn dược liệu là có thể thống trị mấy tỉnh ở giang nam nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên người này tên là vũ thế sương là gia chủ vũ gia là em trai của vũ thế mậu chú ba của vũ liên thành theo sắt đó lại có một người đàn ông trung niên nói tam ca nói không sai bây giờ chúng ta chỉ chờ diệp cuồng tiên kia vừa chết là có thể chỉnh đốn lại thế lực trong tỉnh thiên nam xử lý toàn bộ những thế lực phản bội vũ gia chúng ta độc bá tỉnh thiên nam một lần nữa người đàn ông trung niên này tên là vũ thế thịnh là em trai của vũ thế sương chú tư của vũ liên thành hai người kia vừa nói xong mọi người còn lại cũng thi nhau hưởng ứng tam gia tứ gia nói rất đúng nghĩ tới vũ gia chúng ta xưng bá tỉnh thiên nam trên trăm năm đã có lúc nào phải chịu uất ức như vậy trong hai tháng qua chưa còn không phải đều là diệp cuồng tiên kia hại cho cũng may lần này còn có lão tổ tần gia xuất thủ chắc chắn có thể giết chết tên kia vũ gia chúng ta cũng không cần phải cố kỵ mà chịu nhục nhã như thế này nữa mọi người bàn tán sôi nổi từng người càng nói càng hưng phấn duy chỉ có một lão giả ngồi ở chủ trị trên đại đường từ đầu tới cuối không nói một lời hóa ra Người này chính là gia chủ Vũ ra đời trước, gia gia của Vũ Liên Thành Vũ Càn Sơn. Ở trên tỉnh Thiên Nam trong thế hệ trước, gần như không ai không biết tới đại danh của gia chủ đời trước Vũ gia này, có thể coi là một đời kiêu hùng. Từ hai tháng trước, sau khi Vũ Thế Mậu bị Diệp Trần giết chết, vị lão gia chủ này của Vũ gia phải xuống núi làm lại từ đầu, lập tức hạ lệnh thế lực Vũ gia, nhanh chóng co đầu rút cổ đến thành phố Thiên Hải, lúc này mới giữ được thực lực của Vũ gia. Trước đó không lâu lại lợi dụng giao thiệp ngày xưa của chính mình, dựa vào lưu lâm phong trưởng lão ngoại môn tiêu giao sơn trang nhìn qua dáng vẻ của mỗi người đều đang cao hứng vũ cản sơn khẽ cao mày bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng toàn bộ phòng khách lớn của vũ gia trong nháy mắt an tĩnh lại vũ cản sơn vuốt vuốt sợi dâu hoa dâm từ từ mở miệng nói các ngươi không cần thiết phải đắc ý phanh váo chỉ cần diệp cuồng tiên kia một ngày không chết vũ gia chúng ta không có bất kỳ chỗ nào có thể xoay mình càng vào thời điểm này việc làm của các ngươi càng phải thận trọng tuyệt đối không thể tới chọc cái tên sát tinh kia vũ càn sơn có hy vọng cực cao ở vũ gia mọi người tự nhiên không dám phản bác vội vàng thi nhau không người đồng ý nói xong lời này vũ càn sơn quét lên trên thân mỗi người một lần bỗng nhiên nhướng mày không phải ta đã truyền qua mệnh lệnh mấy ngày nay đệ tử vũ gia nếu như ở dưới tình huống không cần thiết thì không được ra ngoài sao làm sao không thấy mấy tên tiểu bối kia mọi người nhất thời nhìn nhau im lặng vũ thế sương ở một bên vội vàng báo cáo liên thành và thiếu khanh đi suối nước nóng viêm sơn chiêu đãi vị lưu trưởng lão kia con liên tục phải xử lý chuyện của công ty nên không đi được còn với liên hải vũ thế Sừng nói tới đây không thể không nhìn vũ thế thịnh ở bên cạnh hóa ra vũ liên hải này là con trai của vũ thế thịnh tứ gia của vũ gia vũ thế thịnh lập tức xấu hổ sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói con sẽ gọi điện để cho nghịch tử kia trở về vũ càn sơn nghe được hai đứa con trai báo cáo nhẹ gật đầu nói ừm nhắc tới bên trong đồng lứa tuổi trẻ thì cũng chỉ có liên thành là làm cho ta yên tâm nhất chờ vũ gia trở lại quỹ đạo một lần nữa ta sẽ nhanh chóng giao cái gánh nặng vũ gia này vào trong tay liên thành vũ thế sương và vũ thế thịnh nghe được điều này lập tức thi nhau hiện ra vẻ không vui nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ ở vũ gia này toàn bộ đều do một lời của vũ càn sơn mà quyết hơn nữa vũ liên thành vốn chính là thiếu chủ của vũ gia cũng là danh chính ngôn thuận bọn họ căn bản không có chỗ nào để mà phản bác được rồi tập hội hôm nay đến đây thôi vũ càn sơn chậm rãi đứng dậy lại đảo ở trên thân mỗi người một lần nhớ lấy trước khi diệp cuồng tiên kia không chết làm việc cần phải khiêm tốn cần phải vũ càn sơn nói tới đây đột nhiên có một tia ánh sáng nhỏ yếu từ trong không trung bắn ra trong nháy mắt chui vào trong mi tâm của vũ càn sơn sau một khắc vũ càn sơn giống như nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng nào đó hai mắt lập tức trợn lên thật lớn gần như đều nhanh muốn từ trong hốc mắt đi ra sau đó con người đầu tiên là co rụt lại rồi nhanh chóng phóng lớn hoàn toàn không còn biểu hiện nào cả cha vũ thế sương thấy vũ cản sơn nói được nửa câu bỗng nhiên im bặt mà dừng nhịn không được phải lên tiếng hỏi thăm ngay vào lúc này lại có một tia ánh sáng nhỏ yếu cũng chui vào mi tâm của hai người vũ thế sương vũ thế thịnh sau một lúc phù 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 ba cha còn vũ cản sơn vũ thế sương vũ thế thịnh thế mà tất cả đều ngã xuống đất mọi người giật nảy mình vội vàng lao lên phía trước giò xét lúc này mới phát hiện ba người này thế mà toàn bộ đều không còn khí tức sau đó lại có mấy tên tiểu bối của vũ gia cũng thi nhau ngã xuống đất toàn bộ không hiểu ra sao cả đều chết bất đắc kỳ tử mà bỏ mình a à, mọi người còn lại chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng quỷ dị kinh khủng như vậy lập tức thi nhau hét lên tuy nhiên sợ cố kinh dị như vậy cũng không có kết thúc ngược lại bắt đầu ở toàn bộ vũ gia lan tràn ra sau đó chuyển khắp toàn bộ thành phố thiên hải cùng lúc đó ở lục gia liễu gia cũng xảy ra loại bi kịch như vậy tin tức bây giờ là thời địa bùng nổ sau khi sự cố không bình thường này xảy ra liên tiếp bắt đầu nhanh chóng lan truyền ra ở trên Internet. Từng cái từng cái tin tức này khiến cho người ta phải sợ hãi tới nổi da gà, rất nhanh đều được đặt tên tin tức nổi bất của mỗi một cái trang web tin tức. Vũ Liên Tiến giám đốc tập đoàn Vũ Thị, lúc ở công ty tổ chức hội nghị ban giám đốc, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân không rõ. Vũ Liên Thành nổi danh hoa hoa công tử ở Thiên Hải, ở trong một câu lạc bộ cao cấp nào đó, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân không rõ. Lục Hạo Minh chủ tịch tập đoàn Lục Thị, lúc ở một công trường nào đó đang khảo sát hạng mục, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân không rõ. Liễu Chính Long chủ tịch tập đoàn Liễu Thị, ở lúc gặp mặt với khách nước ngoài, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân không rõ. Chỉ ngắn ngủi chưa tới nửa canh giờ, đã truyền ra tin tức mấy chục người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân không rõ hơn nữa mọi người phát hiện ra chuyện kỳ người. Người chết vậy mà tất cả đều là các nhân vật quan trọng của tam đại gia tộc Vũ Gia, Lục Gia, liễu xa của thành phố Thiên Hải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố Thiên Hải, nhất là người của tam đại gia tộc, tất cả đều bao phủ ở trong bóng ma to lớn. Người người cảm thấy bất an, sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp của tử thần. Hô! Một hơi chu diệt gần trăm người của tam đại gia tộc, chu dù thần niệm của Diệp Trần bây giờ tăng nhiều cũng hơi cảm thấy có một chút áp lực. Thực lực vẫn còn chưa đủ a. À. nếu là lúc ta cường thịnh như năm đó, chỉ nhất niệm, một phương thế giới đều có thể bao phủ vào trong đó cần gì phải mượn nhờ lực lượng huyết mạch của ba tên này Khẽ lắc đầu thở dài một lát diệp trần lúc này mới liếc qua ba bộ thây khô ở trên mặt đất kia trực tiếp cong ngón tay búng một cái sư một tia ta muội chân hỏa trong nháy mắt đốt cháy sạch sẽ thi thể của ba người liễu mộ bạch đảo mắt đã hóa thành một một đám khói xanh triệt để tiêu tán trên thế giới này sau khi làm xong tất cả lúc này diệp trần mới tâm niệm vừa động thu hồi lại cầm chế xung quanh tiện tay vung lên xua đi tất cả mùi vị áo tư trước đó lúc này mới trở lại bên cạnh ao suối nước nóng. Đưa bàn tay vào trong nước của ao suối nước nóng, một đạo chân nguyên mênh mông, chậm rãi dung nhập ao nước, sau đó truyền vào trong cơ thể của mỗi người. Sau một lúc, mọi người thi nhau tỉnh lại, ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, tất cả đều có vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ làm sao biết được rằng, lúc trong thời gian mà bọn họ mê man ngắn ngủi không đầy nửa giờ, Diệp Trần đã chu sát gần trăm người. Nửa giờ sau, mọi người bước lên đường về. Tuy rằng mọi người đều rất hiếu kỳ, vì sao không thấy bóng dáng của liễu mộ bạch đâu tuy nhiên cũng không có ai sẽ vị đại thiếu của liễu gia này mà lo lắng dù sao ở đây chính là thành phố thiên hải là địa bàn của liễu gia đương nhiên bọn họ tự nhiên không biết liễu gia lúc này đã gặp phải thảm họa diệt môn khi đoàn người trở lại khách sạn thì trời cũng đã tối mỗi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi tạm thời không đề cập tới ngày thứ hai mọi người lại tiếp tục đi ngắm cảnh ở một số nơi nổi danh ở tỉnh thiên hải thẳng đến tối muốn mới quay trở lại khách sạn Vốn kế hoạch đi du lịch Đông Vạch Sa là khoảng thời gian 2 ngày, sau khi mọi người trở lại khách sạn, bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng sớm ngày mai trở về Vân Châu. Diệp Trần thì trực tiếp kéo đường Thanh Nhã lại nói. Thanh Nhã, ngày mai cô trực tiếp dẫn mọi người về Vân Châu trước, không cần phải để ý tới tôi. Đường Thanh Nhã biết, Diệp Trần khẳng định có chuyện quan trọng gì đó muốn làm, thế nhưng Diệp Trần không nói. Cô ta cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Khoảng thời gian một đêm, vội vàng mà qua, cuối cùng đã tới thời gian diễn ra trận quyết đấu với Tần Đạp Thiên. Thật ra thì sớm ở hai ngày trước, Diệp Thần nhận được tin tức mà Dịch Sơn Hà gửi tới, quân đội đã phong tỏa các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở vân đường khẩu xung quanh sông Thiên Giang để làm địa điểm quyết chiến giữa hắn và Tần Đạp Thiên. Trời vừa tờ mờ sáng, Diệp Trần từ bên trong Tử Kim Hồ lô lấy ra một bộ trang phục võ màu trắng để thay đổi, sau đó từ từ đi tới ban công. Chỉ chớp mắt, về tới đây cũng đã được 3 tháng, cũng không biết Hy Nguyệt ở một thế giới khác sống như thế nào. Dựa theo khoảng thời gian bây giờ mà suy tính, nàng ta hiện tại đã là thánh nữ của Lạc Hà Tông đi. Nhìn qua bên ngoài tuyết bay nhẹ nhàng, Diệp Trần không thể không thở dài một hồi. Hy Nguyệt, nàng nhất định phải chờ ta, đợi ta giải quyết xong chuyện ở trên trái đất này sẽ tìm lối và đi về tu chân giới để tìm nàng. Sau một lúc làm nhảm, Diệp Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về về phía mặt sông đã được tuyết bay đầy trời bao phủ, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Đợi hôm nay ta chém tàn đạp thiên, trên đời này chắc là cũng không có mấy người lại dám đến trêu chọc ta đi. Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động, các cửa kính đã tự động mở ra. Ngay sau đó, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy lên, người đã tự bay ra bên ngoài cửa sổ, sau đó rất nhanh chui vào bên trong không trung tuyết rơi đầy trời. Thân thể Diệp Trần ở trên không trung đặt từng bông tuyết mà đi, hơn nữa toàn thân mặc đồ màu trắng, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không có người nào có thể nhìn thấy được. Đợi hắn sau khi bay ra được vài dặm, người đã ở phía trên giữa dòng sông, lúc này mới từ từ hạ xuống, chân đạp mặt sông như dẫm trên đất bằng, từ từ hướng địa điểm ước chiến đi tới. Từ vị trí bây giờ của hắn đến địa điểm ước chiến, nếu như toàn lực chạy thì tự nhiên không bao lâu là có thể chạy tới. Tuy nhiên thời gian bây giờ còn sớm, hắn cũng không vội vàng, vừa thưởng thức cảnh tuyết xung quanh vừa từ từ đi đường. Một bên khác, sau khi mấy người đường thanh nhà ăn sáng xong, thì chuẩn bị trở về Vân Châu. Tuy rằng tối hôm qua Diệp Trần đã nói trước, thế nhưng đường thanh nhã vẫn còn có chút không cam tâm thằng đến lúc cô ta gõ cửa một hồi lâu bên trong đều không hề có động tĩnh gì lúc này mới tin diệp trần đã không còn ở trong khách sạn vẻ mặt thất vọng dẫn theo mọi người rời đi trước đó đã đặt một chiếc xe buýt cỡ nhỏ chở mọi một đoàn 10 người từ từ đi ra khỏi thành phố thiên hải đúng lúc này bỗng nhiên có người mở miệng nói đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ngang qua phân đường khẩu ta sớm nghe người ta nói cảnh tuyết ở phân đường khẩu có thể nói là đẹp nhất thiên hạ dù sao thời gian chúng ta cũng còn nhiều hơn nữa đúng lúc hôm nay gặp phải tuyết rơi hay là nhân tiện thuận đường lần này chúng ta đi thưởng thức một chút có được không mọi người trên xe đều là người trẻ tuổi năng động vốn là độ tuổi này là độ tuổi ham chơi hơn nữa ngày bình thường ở trường học đều cảm thấy nhàm chán hai ngày vừa qua cũng còn chơi chưa đủ nghe được đề nghị này lập tức nhao nhao biểu thị đồng ý bởi vì diệp trần rời đi nên tâm tình của đường thanh nhã có chút xa sút nhưng lại không đành lòng làm mất đi hứng thú của mọi người thế nên cũng đồng ý 20 phút sau mọi người đã đi tới chỗ lối vào khu du lịch vân đường khẩu tuy nhiên để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là ở trước cổng vào thế mà có mấy tên binh sĩ một thân toàn sát khí ngăn lại tất cả các du khách ở bên ngoài trương bằng vũ nghe ngóng một phen mới biết rõ ràng vì sao lại có chuyện như thế xảy ra nghe nói hôm nay ở đây có đại nhân vật tới từ tối hôm qua quân đội đã tới nơi này và phong tỏa ngăn cản hết tất cả đường vào nghe được tin tức này mọi người trong lúc nhất thời vô cùng thất vọng chúng ta cũng quá suy xẻo đi một chuyến đi không được gì mọi người ở đây đều cảm thấy mất hứng thú khi mọi người định rời đi đột nhiên lại có một nhóm người đi tới đi đầu là mấy người đàn ông cao tuổi trên người đều mặc quần áo cổ trang hơn nữa khi thấy cực mạnh vừa nhìn là đã biết không phải nhân vật tầm thường nhóm người này đi tới chỗ cửa vào người dẫn đầu mấy ông lão mặc quần áo cổ trang từ trong ngực móc ra một cái thiếp mời màu vàng kim sau khi binh sĩ trông coi lối vào kiểm tra thì lập tức cho đi qua mọi người còn lại thấy thế lập tức càng thêm phiền muộn nhưng đại khái cũng đoán được những người này chắc đều là đại nhân vật lúc mọi người ở đây chuẩn bị ra về hai mắt đường thanh nhã bỗng nhiên sáng lên hướng về phía trước một lão giả muốn tiến vào chỗ lối vào hét to một tiếng mạnh ra ra lão giả kia quay đầu nhìn thấy đường thanh nhã đang ở đây cũng lập tức dững sờ lúc này đi tới thanh nhã làm sao cháu lại ở chỗ này lão giả này hóa ra chính là mạnh huyền lễ khách khanh của đường ra hóa ra lần đại chiến kinh thiên này ngoài một số ít đại nhân vật sẽ đến đây quan sát ra còn mời các nhân vật cấp tông sư các phái của giới võ đạo hoa hạ trước đây không lâu mạnh huyền lễ ở dưới sự chỉ điểm của diệp trần đã đột phá tới cảnh giới tông sư hóa kình hơn nữa bản thân hắn chính là trưởng môn của một môn phái tự nhiên cũng có trong danh sách mời sau khi đường thanh nhã kể lại chuyện vừa xảy ra với mạnh huyền lễ mạnh huyền lễ cười ha ha một tiếng chuyện này thì dễ xử lý các cháu cứ coi là đệ tử của tự nhiên môn ta cùng theo ta đi vào mọi người nhất thời mừng rỡ mạnh gia gia nghe nói ở đây có đại nhân vật tới cho nên mới bị phong tỏa không biết là đại nhân vật nào sau khi mọi người đi theo mạnh huyền lễ tiến vào trong đường thanh nhã nhịn không được mở miệng hỏi mọi người còn lại cũng thể hiện ra vẻ mặt to mò mà nhìn sang phía mạnh huyền lễ trong mắt mạnh huyền lễ đột nhiên hiện ra vẻ cổ quái cháu không biết đường thanh nhã lập tức sững sờ có chút khó hiểu nói cháu biết cái gì mạnh huyền lễ nhẹ gật đầu cười nói xem ra ông nội và chú ba của cháu không còn nói cho cháu biết bọn họ đã không nói vậy ta cũng không nên tiết lộ ra ta chỉ có thể nói ở đây sắp xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian, đại chiến chấn động thế gian. mấy người trương bằng vũ ở một bên nghe được lời này của mạnh huyền lễ, lập tức thi nhau biến sắc. lão gia tử, chẳng lẽ trong này muốn đánh trận hay sao? bọn họ thấy xung quanh năm bước một chạm canh gác, mười bước một đội xếp hàng đứng gác, khắp nơi đều có binh sĩ canh gác. bây giờ lại nghe mạnh huyền lễ nói như vậy, tự nhiên không thể không suy nghĩ nhiều. thậm chí có mấy tên nhát gan đã không nhịn được muốn trở về. mạnh huyền lễ thấy thế lập tức cười ha ha một tiếng. Ta nói đại chiến chấn động thế gian cũng không phải có nghĩa là đánh trận mà là hai cao thủ tuyệt đỉnh, muốn quyết chiến sinh tử một trận ở chỗ này, các cháu chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, không đến tới chỗ đó rồi lại chạy lung tung, chắc chắn sẽ không có việc gì." Mọi người ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, Lưu Hiểu Quân không nhịn được nói thầm, "Hóa ra chính là hai người đánh nhau a, à, còn làm ra trận thấy lớn như vậy sao?" Mạnh Huyền Lễ nghe được điều này, lập tức nghiêm sắc mặt, "Cháu thì biết cái gì, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian cấp bậc tiên nhân." không thua gì một trận chiến tranh cỡ nhỏ nếu không ngăn cản người bình thường ở bên ngoài thì hậu quả không thể tưởng tượng được nói đến đây mạnh huyền lễ chợt khoát tay áo nói được rồi các cháu không phải người trong võ đạo nói với các cháu thì các cháu cũng không hiểu nói tóm lại một câu đợi lát nữa sau khi đi vào cần phải đi theo bên cạnh ta bằng không sơ sẩy là mất đi tính mạng nhỏ ta cũng không chịu trách nhiệm lưu hiểu quân vốn chỉ thuận miệng nhỏ giọng nói thầm một câu bị mạnh huyền lễ răn dậy một trận lập tức dọa cho phát sợ vội vàng cuống quýt gật đầu nói vâng, không còn giảm ăn nói tùy tiện nữa. Chỉ chốc lát sau, một ngọn núi nhỏ cao hơn trăm mét xuất hiện ở phía trước, trong nhóm người ít người không phải là lần đầu tiên tới đây, biết vượt qua ngọn núi nhỏ trước mắt này, đằng sau chính là phân đường khẩu có phong cảnh đẹp nổi tiếng cả nước. Bởi vì nguyên nhân tuyết rơi một đêm, trên bậc đá đã xuất hiện tầng tuyết thật dày, hơn nữa trước đó chắc là có rất nhiều người đã đi qua, tầng tuyết này đã bị dẫm lên biến thành bằng, rất bóng loáng, mạnh huyền lễ và mấy tên đệ tử tự nhiên như dẫm trên đất bằng nhưng mấy người trương bằng vũ thì lại không được mất gần 20 phút dùng cả tay cả chân mệt tới đầu đầy mồ hôi mới leo đến trên đỉnh núi này tuy nhiên rất nhanh bọn họ đã bị cảnh đẹp trước mắt thu hút chỉ thấy nước sông cuồn cuồn ở phía trước hướng về phía đông chảy xiết mà đi độ rộng mặt nước cần tới mười dặm ở phía trên hai bên bờ từ cây cối tới sông núi tất cả giống như được bao phủ trong một chiếc áo bạc còn có hơn 10 ngôi đỉnh cổ đứng lặng ở trong đó tiếp bay nhẹ nhàng nước sông cuồn cuồn, mây mù lượn quanh, quả niên cảnh đẹp như thơ như hoa, làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Bỗng nhiên, không biết ai đó hô một câu, các ngươi mau nhìn, trên sông thế mà có người còn đang câu cá ở nơi đó. Mọi người nghe được điều này, vội vàng tập trung nhìn vào. Đúng vậy, chỉ thấy có một chiếc thuyền lá đứng ở vị trí hỗn loạn nhất của dòng sông, mà ở trên chiếc thuyền kia thì có một bóng người mặc một chiếc áo khoác làm bằng lá cây khô, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên nhìn không rõ lắm. Kì ai câu tuyết bên sông, Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài, cảnh đẹp trước mắt này ngược lại rất phù hợp với câu thơ cổ này. Đây chắc là một thiết kế cố ý tạo ra điểm ngắm cảnh đi, bằng không thuyền nhỏ như vậy, làm sao mà một con thuyền nhỏ có thể dừng lại ở một vị trí ổn định như vậy? Không sai, thuyền này khẳng định là được nhân viên công tác trong khu vực này cố định lại ở đáy sông cho nên mới không di động, người kia chắc cũng là người già. Mọi người vừa đi vào trong một cái đình cổ để tránh tuyết vừa trao đổi sôi nổi. Mạnh Huyền Lễ nhướng mày, đang muốn răn dậy mấy người này không được nói bậy. Cách đó không xa ở trong một cái đỉnh cổ lập tức truyền tới một tiếng cười giễu cợt, đứa nhỏ không biết từ đâu tới, cũng dám nói bậy bạ ở chỗ này, không sợ để cho người khác nghe được mà cười tới dụng sang cửa sao. Mọi người theo tiếng nói vừa phát ra nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một người đàn ông trung niên có dáng người gầy gò, mặc một bộ quần áo cổ trang màu trắng đơn giản, hai tay chắp ở phía sau, một mặt vẻ trào phúng. Trương Bằng Vũ nghe được điều này, nhất thời tức không nhịn nổi, cũng quên đi lời căn dặn trước đó của mạnh huyền lễ theo bản năng trả lời một câu chúng ta không nói chuyện với ngươi có liên quan gì tới ngươi làm càn người đàn ông trung niên kia nghe được điều này lập tức giận dữ lập tức duỗi hai ngón tay ra hướng tới tuyết động ở trên lan can kẹp lấy kẹp lên một khối tuyết nhỏ sau đó hất về phía trương bằng vũ sư mảnh tuyết nho nhỏ kia vậy mà như là phi đao hướng trương bằng vũ nổ bắn mà tới a à, mọi người nhất thời nghe thét lên thất thanh Trương Bằng Vũ càng là bị dọa đến hồn phi phách tán. Và thời khắc mấu chốt, Mạnh Huyền Lễ ở bên cạnh ra tay. Chỉ thấy hắn thuận tay chảo một cái, mảnh tuyết vô cùng mãnh liệt kia, trong nháy mắt bị Mạnh Huyền Lễ hút vào trong lòng bàn tay, sau đó tỉ tiện vò vò. Xì xì xì, mảnh tuyết vừa rồi còn sắc bén như đao, trong nháy mắt biến thành một đoàn hơi nước. Cái gì? Người đàn ông trung niên mặc áo trắng kia, hai mắt lập tức co rụt lại, trong nháy mắt đã không còn ngạo khí trước đó, vội vàng hướng về phía Mạnh Huyền Lễ chắp tay thi lễ cung kính nói hóa ra là tông sư ở trước mặt vãn bối thất lễ mạnh huyền lễ cười ha ha một tiếng hào sảng nói không sao cả là người của ta vô lễ trước công phu ám khí của các hạ thật cao minh chẳng lẽ là phái đường môn không biết có xưng hô với lão tiền bối đường thiên vinh như thế nào người đàn ông trung niên áo trắng vội vàng nói đường thiên vinh chính là cha của vãn bối vẫn bối là đường nghị thanh không biết tiền bối là vị cao nhân nào sau khi hai người nói chuyện một phen càng nói càng ăn ý đường nghị thanh rất khoát lấy hai tay nhấn ở trên lan can một cái hai chân đập một cái nhảy ra ngoài đỉnh cổ sau khi lên xuống hai cái đã nhảy vào eben trong đỉnh cổ chỗ mấy người mạnh huyền lễ trương bằng vũ nhìn thấy đối phương trong chớp mắt đã tới trước người mình lập tức giật nảy mình vội vàng trốn tới sau lưng mạnh huyền lễ đường nghị thanh hướng về phía trương bằng vũ nở ra nụ cười hiền lành nói anh bạn nhỏ chớ sợ trước đó là lão ca ca không đúng xin hãy tha lỗi trương bằng vũ thấy đường nghị thanh tới đây không phải vì mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra phó công của mạnh huyền lễ so với đối phương cao hơn không ít nên cũng không sợ đối phương tìm rắc rối nên từ sau lưng mạnh huyền lễ thỏ đầu ra vẻ mặt không cam lòng nói vốn chính là ngươi không đúng chúng ta ở chỗ này nói chuyện của chúng ta có liên quan gì với ngươi chứ vẻ mặt của đường nghị thanh lập tức có chút xấu hổ lời tuy như thế nhưng chẳng lẽ các ngươi không phải đến để xem diệt cuồng tiên ở vân châu và tần đạp thiên lão tổ tần gia cuộc đại chiến chấn động thế gian của hai người sao làm sao ngay cả người thật và người giả cũng không phân biệt được. Đường Nghị Thanh nói xong lời này, đồng thời chỉ vào chiếc thuyền lá ở giữa sông đang lênh đênh trong dòng nước chảy xiết kia, vị kia chính là Tần Đạp Thiên lão tổ của Tần gia. Đám người Trương Bằng Vũ nhất thời ngạc nhiên nhìn nhau, mấy người bọn hắn vốn chính là chó ngáp phải ruồi mà đi tới nơi này, làm sao biết được Diệp Cuồng Tiên và Tần Đạp Thiên là ai. Nhưng Đường Thanh Nhã mơ hồ giống như ở nơi nào đó nghe nói về cái tên Diệp Cuồng Tiên này, thế nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra được là đã nghe qua ở nơi nào mạnh nguyên lễ ở một bên nghe được điều này lập tức biến sắc vẻ mặt kính sợ nhìn về phái thân ảnh dưới dòng sông kia từ từ nói hóa ra hắn chính là tần đạp thiên đại trưởng lão của thánh tâm các khó trách lại có công lực như thế nhóm người trương bằng vũ nhất thời càng thêm không hiểu không nhịn được nên hỏi mạnh lão gia tử vừa rồi không phải là hắn nói là lão tổ tần ra sao tại sao bây giờ lại biến thành trưởng lão gì đó rồi đường nghị thanh nghe được điều này lập tức lắc đầu cười nói Xem ra các ngươi thật sự cái gì cũng không biết à, vậy ta sẽ giải thích cho các ngươi hiểu một chút đi. Tần đạp thiên lão tổ tần gia còn có một thân phận khác, đó chính là ẩn thế tông môn thần bí nhất trên giang hồ, đại trưởng lão thánh tâm các ở Côn Lôn. Nghe đồn người này ở 200 năm trước, cũng đã là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ, trăm năm trước đã từng lấy lực lượng một người đồ diệt một nước nhỏ ở Đông Á. Nghe đến đó, chẳng những mấy người trương bằng vũ khiếp sợ tới tột đỉnh, ngay cả mấy tên đồ đệ của Mạnh Huyền Lễ kia cũng hiện ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy theo ngươi nói như vậy, chẳng phải nói hắn đã sống hơn 200 tuổi sao? Trên đời này làm sao lại có người sống lâu như vậy? Một người đầu diệt một nước, đây chẳng phải là so với thần tiên còn lợi hại hơn? Sẽ không phải là lời đồn thất thiệt chứ? Đường Nghị Thanh dường như sớm đoán được mọi người sẽ không tin, cười nhạt một cái nói, đối với người bình thường mà nói, chuyện này đích xác là không có khả năng nhưng đối với loại cao thủ tuyệt định tu vi đột phá cực hạn mà nói thì không có chuyện gì lạ. Nhớ năm đó đường môn ta thời kỳ cường thị, đã từng có một vị lão tổ sống hơn 300 tuổi, đây đều là sự thật được ghi lại, tuyệt đối không phải là giả. Mọi người nghe được điều này, lập tức nhau nhau nhìn vào sông nhìn vào cái thân ảnh kia. Lưu hiểu quân nhịn không được mở miệng nói. Nhưng ta nhìn hắn, cũng không thấy có cái gì lạ ở chỗ nào a à. Mạnh huyền lễ ở một bên tức giận nói. Đó là nhãn lực của cháu quá kém. Nói đến đây, mạnh huyền lễ dựng lại một chút, sau đó lại nhắc nhở với mọi người. Cháu nhìn hắn ngồi ở trên một chiếc thuyền lá lênh đênh hiên ngang mà đứng ở giữa dòng nước, thế mà lại không nhúc nhích tí nào, công lực biến nặng thành nhẹ như thế, phóng tầm mất toàn bộ giới võ đạo ở Hoa Hạ, không có mấy người có thể làm được. Sau đó các cháu lại nhìn trên người hắn và phạm vi xung quanh trăm mét, có một chút tuyết nào không? Mọi người nghe được điều này, vội vàng cẩn thận nhìn vào, ngay sau đó thì nhau ngạc nhiên. Chỉ thấy, lúc này tuyết đang rơi rất nhiều, nhưng chỉ cần khẽ bay vào xung quanh gần chiếc thuyền lá trong vòng trăm thước, lập tức bị hóa thành hơi nước, trong nháy mắt bốc hơi. Cái này so sánh với Mạnh Huyền Lễ lấy tay làm tan tuyết thì lợi hại hơn nhiều lắm. Trương Bằng Vũ nhịn không được nói, "Mạnh lão gia tử, nghe lời nói của ngài là có ý, người này so với ngài còn phải lợi hại hơn." Mạnh Huyền Lễ lập tức cười khổ nói, "Ta làm sao có thể đánh đồng với người ta, như nói vị Tân trưởng lão này là trời sinh thần long, chúng ta chẳng qua chỉ là loài bò sát nhỏ ở dưới mặt đất mà thôi." mọi người ngay lập tức lại hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên lần nữa. Võ công của Mạnh Huyền Lễ, bọn họ đã kinh động giống như gặp người trời, nếu như mới chỉ có thể được coi là bò sát thì bọn họ chẳng phải là ngay cả con kiến hôi cũng không bằng sao. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với thân ảnh ở giữa lòng sông kia, lập tức nổi lòng tôn kích không còn dám ăn nói linh tinh. Chớp mắt một cái, thời gian gần nửa ngày trôi qua, lại có rất nhiều người lục tục ngo ngoe đi tới. Hơn nữa những người này đều có khí tức cường đại, vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật tầm thường thậm chí còn có một ít người mặc trang phục quân nhân, mỗi người ở trên bờ vi đều có gắng quân hàm tướng quân. Đậu xanh ra máu, đây đã là một vị tướng quân thứ 11 đi. Một trận quyết đấu, thế mà hấp dẫn nhiều đại nhân vật như vậy. Trên bờ đối diện còn có đây này. Ghê gớm, ghê gớm. Lúc mọi người ở đây đang nhỏ giọng cảm thán, chợt nghe thấy có người kêu lên, mau nhìn, có người hướng dòng sông đi tới. Mọi người vội vàng nhau nhau chạy đến chỗ lan can, hướng ra bên ngoài nhìn quanh, chỉ thấy ở trên bờ đối diện, có một người đang hướng chiếc thuyền lạ ở giữa dòng sông kia chậm rãi đi tới người kia toàn thân mặc quần áo màu đen có chút giống quân phục nhưng dường như không thuộc về hải quân hay lục quân hơn nữa chân đạp trên mặt sông từ từ mà đi như dẫm trên đất bằng cái này người này làm sao lại không bị rơi vào trong nước chẳng lẽ phía dưới có cọc ngầm sao mọi người trương bằng vũ và những người xung quanh đều là người bình thường đã được thấy cảnh tượng thần kỳ như thế lúc nào đâu thế nên từng người kinh hô lên đệ tử của mạnh huyền lễ ở một bên cười nhạo nói tu vi đạt tới trên tông sư hóa kình, nội kinh có thể phóng ra ngoài thông qua lòng bàn chân. Ngày xưa đặt ma tổ sư vượt sông bằng cây lao chính là dùng lại thủ đoạn giống như vậy. Sự cường đại của tông sư hóa kình thì làm sao các ngươi có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới, mạnh huyền lễ ở một bên lại mở miệng nói. Tuy rằng lão phu cũng có thể đạp sông mà đi, nhưng nhất định phải lấy tốc độ tiến lên cực nhanh, bằng không cũng sẽ rơi vào trong nước, so với người trước mắt này, coi như là chênh lệch quá xa. Người này không phải tông sư hóa kình, ít ra cũng là cường giả thánh cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Nghe được lời này của Mạnh Huyền Lễ, mọi người đầu tiên là kinh ngạc một trận, sau đó đột nhiên có người nói. Chẳng lẽ hắn chính là vị diệp cuồng tiên kia sao, chỉ tiếc cách quá xa, nhìn không rõ mặt của hắn lắm. Mạnh Huyền Lễ lại lắc đầu lần nữa, rất chắc chắn nói. Hắn không phải diệp cuồng tiên. Mọi người đang muốn tiếp tục truy vấn, đột nhiên có một giọng nói chưa tiếng chuông ngân, đột nhiên từ lòng sông truyền đến. Diệp Thiên Ca, người quyết đấu với ta là Diệp Cuồng Tiên, ngươi tới xem náo nhiệt gì mạnh huyền lễ và đường nghị thanh có công lực thâm hậu coi như không sao mọi người còn lại nhất là mấy người trương bằng vũ nghe được giọng nói này thì đầu lập tức ông ông bị ảnh hưởng giống như một tiếng sét đánh giữa trời quang thậm chí ngay cả ngàn vạn bông tuyết động trên cây đều bởi vì lời nói đó rung động rơi xuống dì rào sau khi mọi người kịp phản ứng lập tức thi nhau biến sắc mặt lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao mạnh huyền lễ lại chọn một cái đỉnh cổ ở xa phía sau như vậy nếu như chọn cái đỉnh cổ quá gần đoán chừng ngay cả tiếng nói của người ta Bọn họ cũng không thể chịu được, bị chấn cho chóng váng mà ngất đi. Ngay cả Mạnh huyền Lễ cũng không thể không khẽ biến sắc mặt, hóa ra người này chính là vị Diệp Thiên Ca chiến thần Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh a, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn cũng tới. Đường Nghị Thanh cũng nói theo, Diệp Thiên Ca này chẳng những là chiến thần trong quân, ở trong giới võ đạo Hoa Hạ chúng ta cũng là nhân vật số một. có lời đồn nói, người này lén học võ học tiên nhân của Thánh Tâm Các, võ công đã sớm vượt qua thánh cảnh đạt tới thần cảnh như trong truyền thuyết kia, cũng không biết là thật hay là giả. Đúng lúc này, lại có một giọng nói từ giữa dòng sông này vang lên. Tuy nhiên giọng nói này bình ổn mà nhu hòa, không giống như giọng nói bá đạo trước đó. Thiên ca tới đây lần này, là muốn khẩn cầu đại trưởng lão xem ở trên mặt mũi thiên ca. Buông tha đứa trẻ này một lần, hủy bỏ ước chiến ngày hôm nay, thiên ca vô cùng cảm kích. Soạt, Diệp thiên ca vừa mới nói ra lời kia, mọi người ngay lập tức xì xào bàn tán. Sau đó hai bên bờ sông lập tức xôi trào. Lời nói này của Diệp Chiến Thần là có ý gì? Chẳng lẽ vị phân châu Diệp Tiên sinh kia đúng là con trai của Diệp Chiến Thần sao? Thần Long vệ một thần một tiên, lại có quan hệ cha con. Ở trong tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Thiên Ca đã bước vào cách chiếc thuyền lá đang lênh đênh kia khoảng trăm thước. Cừ, một mực ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, Tần Đạp Thiên không nhúc nhích tí nào, rốt cuộc động. Chỉ thấy cánh tay hắn hơi lắc một cái, dây câu của một cái cần câu khác lập tức quang tung bay đi ra. Âm âm, sau khi dây câu kia được tung lên, thế mà mang theo nước sông cuồn cuồn bay lên, ngay lập tức hình thành một chuỗi nước hàng trăm mét trông giống như thần long ra biển. Mà chuỗi nước khổng lồ dài hàng trăm mét này, sau khi ở trên không trung tạo thành một đường vòng cung, mang theo một sức mạnh khủng khiếp, lập tức lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng tai, hướng về phía Diệp Thiên Ca hung hăng đập xuống. 3. Một tiếng vang thật lớn. Chuỗi nước nhập vào trong nước, lập tức kích thích một đường sóng nước cao mấy chục mét. Trong lúc nhất thời, dường như toàn bộ sông lớn, thậm chí núi rừng hai bên bờ đều hung hăng lắc lư một cái. Thấy cảnh này, mọi người ở hai bên bờ lập tức đều biến sắc ai có thể nghĩ tới ông lão này nhìn qua không đáng chú ý này không ra tay thì thôi vừa ra tay lại kinh khủng tới mức độ như thế này không hổ là thần cảnh thuận tay một đòn là có thể khiến núi sông chấn động quả thực kinh khủng cũng không biết diệp chiến thể có thể ngăn cản được hay không chẳng mấy chốc sóng nước hoành hành tan biến mà ở vị trí trung tâm sóng nước kia một cái thân ảnh màu đen vẫn như cũ dường như không chịu một chút ảnh hưởng nào tuy nhiên quanh thân lại có một ánh sáng mở nhạt lưu chuyển, giống như tiên sáng trần xuống thế gian. Được một cái diệp thiên ca, ngươi không hổ là kỳ tài võ đạo trăm năm thế mà đã tu luyện thần công kim cương bất hoại của thánh tâm các ta tới cảnh giới đại thành. Chỉ dựa vào một chiêu này của ngươi, cho dù ở thánh tâm các ta cũng không có mấy người có thể đánh bại ngươi. Giọng nói bá đạo vô song kia của tần đạp thiên vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn ngập một tia tán thưởng, tuy nhiên cuối cùng lại thay đổi chủ đề. Chỉ có điều, vừa rồi lão phu chỉ dùng chưa tới một thành công lực, người có thể tiếp được cũng không được coi là cái gì nếu như người muốn dựa vào cái này mà nhúng tay vào cuộc ước chiến quyết đấu giữa ta và diệp cuồng tiên thì còn chưa đủ tư cách soạt tần đạp thiên vừa nói lời này xong mọi người nhất thời xôn xao lần nữa một đòn chấn động như thế thế mà chỉ dùng chưa tới một thành công lực vậy nếu xuất ra toàn lực lại có cảnh tượng kinh khủng tới mức nào khuôn mặt của diệp thiên ca kia lạnh lùng như một con dao sắc lạnh hơi nghiêm túc lần nữa hướng về phía tần đạp thiên chắp tay nói đại trưởng lão nói đùa Thiên ca chỉ là đơn thuần cầu xin đại trưởng lão, buồn tha đứa nhỏ một lần, chứ không muốn đối địch với đại trưởng lão. Tần đạp thiên lập tức cười lạnh, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ đùa cượt. Ta nhớ được 18 năm trước, ngươi vì mẹ con hắn cũng khẩn cầu với ta như vậy. Tuy nhiên ngươi lúc đó thế nhưng là quỳ một ngày một đêm ở trước cửa bản trưởng lão. Làm sao? Hôm nay có thân phận khác cho nên ngay cả cầu người thì phải như thế nào cũng quên rồi sao? Tiệp thiên ca nghe được điều này, vẻ mặt lập tức dao động một trận cuối cùng vậy mà thật sự hướng về phía tần đạp thiên sau đó từ từ quỳ xuống oanh mọi người hai bên bờ lập tức bùng nổ lần nữa nhất là những quân nhân trên người mặc quân trang mọi người càng là siết chặt nắm đấm hai mắt đỏ bừng gần như đều muốn phun ra lửa diệt thiên ca thế nhưng là bất bại chiến thần trong quân đội hoa hạ là thần của bọn họ là tỳ ngưỡng của bọn họ nhưng hôm nay thần thế mà quỳ gối ở trước mặt một lão già điều này làm cho bọn họ nói như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận chỉ có điều vừa nghĩ tới thực lực của lão đầu kia khủng bố trong lòng bọn họ lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất lực một trong một cái đình cổ gần bờ sông một lão giả mặc quân phục có khí thức kinh người cũng không nhịn được hướng tới một bên mở miệng nói dịch lão ca ta vốn cho là lão tổ tần gia này chỉ mạnh hơn diệp thiên ca một chút mà thôi chẳng lẽ thật sự cường đại đến trình độ không thể chống lại sao đứng vững vàng ở bên cạnh lão giả mặc quân phục kia hóa ra chính là dịch sơn hà tổng tham mưu trưởng thần long vệ hơn nữa dùng thế đứng đến xem địa vị lão giả mặc quân phục kia rõ ràng còn ở phía trên dịch sơn hà dịch sơn hà nghe được điều này lập tức cười khổ nói đại thủ trưởng bọn họ đạt tới cảnh giới cỡ này đã không phải là người mà phán nhân như chúng ta có khả năng phỏng đoán tuy nhiên dựa vào những gì ta hiểu về diệp thiên ca cho dù chỉ là có niềm tin một phần mười chắc là cũng sẽ không tùy tiện chịu thua như thế này lão giả mặc quân phục nghe được điều này sắc mặt lập tức đại biến nói như thế diệp cuồng tiên chỉ sợ cũng không thể nào là đối thủ của người này dịch sơn hà há, há to miệng cuối cùng định nói gì đó nhưng lại nuốt lại hắn cũng không biết vì sao tuy rằng ở trên lý trí của hắn cảm thấy diệp trần khẳng định không phải là đối thủ của tần đạp thiên thế nhưng lại luôn cảm thấy nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra sau khi diệp thiên ca hường về phía tần đạp thiên quỳ gối xuống hít sâu một hơi cung kính mở miệng ra lần nữa nói khẩn cầu đại trưởng lão thủ hạ lưu tình buông tha cho con ta lần này ha 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 trần đạp thiên cũng tuyệt đối không ngờ rằng lấy địa vị ngày nay của diệp thiên ca thế mà có thể quỳ xuống trước mặt mình sau khi hơi sững sờ một chút lập tức cười ha ha sau đó ném cần câu ở trong tay sang một bên rồi đứng thẳng người lên bành ngay vào lúc tần đạp thiên đứng lên mũi thuyền bộ áo tơi cụ nát ở trên người trong nháy mắt hóa thành một phấn tiêu tán biến mất không còn để lộ một chiếc trường bào cổ màu tím vàng và một mái tóc dài màu trắng như tuyết nhẹ nháng phẳng phất giống như người trong chốn thần tiên thôi được xem ở mức độ ngươi thành kính cầu xin ta bản trưởng lão cho ngươi thể diện này. Tiệt Thiên Ca lập tức mừng rỡ, đã muốn nói lời cảm tạ, lại nghe thấy Tần Đạp Thiên mở miệng lần nữa nói. Tuy nhiên, tiểu tử này giết vô song cháu của ta, thu này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Chỉ cần ngươi có thể để cho hắn tự phế võ công, sau đó đưa hắn tới thánh tâm các cầm tù 20 năm. Việc này bản trưởng lão sẽ không truy cứu nữa. Cái gì? Tiệt Thiên Ca nghe được điều này, sắc mặt lập tức đại biến. Đại trưởng lão, trừng phạt này của ngài quá nặng chút đi, khẩn cầu ngài xử lý nhẹ một chút. Hừ, tần đạp thiên lập tức hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh khóc mang theo tiếng diễu cợt đột nhiên vang lên giữa thiên địa. Diệp thiên ca, 18 năm trước ngươi chính là một tên hèn nhát, không nghĩ tới 18 năm sau ngươi vẫn hèn nhát như thế. Thế mà hướng về lão cầu này quỳ xuống, ngươi không sợ bôi nhọ thanh danh của thần long vậy sao? Lúc giọng nói này vang lên, dường như còn đang ở rất xa xôi, chờ một chữ cuối cùng được nói ra, cũng đã ở gần bên tai. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ hạ lưu sông thiên giang đi ngược dòng nước từ từ đi tới bước chân của hắn chậm chạp thế nhưng một bước bước ra tiến lên khoảng cách mấy trăm mét diệp cuồng tiên là diệp cuồng tiên đến rồi không biết là người nào lên tiếng mọi người thi nhau từ bên trong đình cổ thò đầu ra hướng đạp nhân ảnh kia nhìn lại trương bằng vũ nhìn chăm chú một lúc đột nhiên thốt lên một câu các ngươi có cảm thấy thân ảnh của người này giống với diệp trần hay không lời nói vô tâm người nghe hữu ý Đường Thanh Nhã ở một bên nghe được điều này, sắc mặt lập tức hơi đổi một chút, sau đó lại nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Còn Mạnh Huyền Lễ, sớm đã biết thân phận của Diệp Trần, trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng. Vốn hắn đối với thực lực của Diệp Trần là có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng khi hắn nhìn thấy ngay cả bất bại chiến thần Diệp Thiên Ca đều phải cúi mình chịu thua trước Tần Đạp Thiên, trong lòng đột nhiên chìm xuống đáy nổi. Trong tiếng nghị luận của mọi người, dưới chân diệp trần bước một bước nhẹ nhàng sử dụng thần thông xúc địa thành thốn một lần nữa ngay sau đó người đã vượt qua khoảng cách gần ngàn mét đi tới trước mặt diệp thiên ca và tần đạp thiên tiểu trần nhìn thấy diệp trần xuất hiện diệp thiên ca lập tức đứng lên vẻ mặt kích động muốn đi về phía hắn không nghĩ tới diệp trần đột nhiên khoát tay lại lạnh lùng ngắt lời nói ta gọi là diệp cuồng tiên diệp chiến thần sợ là nhận lầm người sắc mặt của diệp thiên ca trở nên trắng bệnh sau khi dao động một lúc mới chán nản thở dài. Diệp cuồng tiên thì diệp cuồng tiên đi, ta mặc kệ ngươi có nhận ta người cha này hay không, nhưng là có mấy lời ta vẫn phải nói. Còn không phải là đối thủ của tần đại trưởng lão, bây giờ đến đây dừng tay đi, con có thể bảo vệ được tính mạng của con. Tần đạp thiên ở một bên, hai tay chắp ở phía sau, cũng cười lạnh một tiếng nói. Không sai, diệp cuồng tiên, bản trưởng lão vừa rồi đã đáp ứng diệp thiên ca, chỉ cần ngươi từ phế võ công, sau đó để cho ta mang về thánh tâm các cầm tù 20 năm, bản trưởng lão sẽ tha cho ngươi một mạng. Như thế nào? Nghe được điều này, hai bên bờ sông lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều cùng nhìn về phái thân ảnh gầy gò kia, trong lòng cùng có một suy nghĩ. Ngay cả chiến thần Diệp Thiên Ca đại danh đỉnh đỉnh cũng phải quỳ xuống chịu thua. Diệp Cuồng Tiên này còn trẻ hơn so với Diệp Thiên Ca nhiều lắm. Chỉ sợ càng không phải là đối thủ của người này, cũng không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng mà ngay sau đó, đã như vậy, vậy đừng nói ta không biết kính dạy yêu trẻ. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội hai tay diệp trần vắt chéo ôm hai bờ vai từ từ mở miệng nói tần đạp thiên nếu như bây giờ ngươi tự phế võ công quỳ xuống hướng ta dập đầu nói xin lỗi ta cũng có thể tha cho cái mạng chó già của ngươi oanh lời này diệp trần vừa nói ra mọi người ở hai bên bờ sông toàn bộ lập tức kinh ngạc đến ngây người sau đó gần như trong lòng mọi người từng người đều hiện lên một từ ngông cuồng nay cả các vị tướng quân kia vốn còn đang tức giận cắn răng nghiến lợi với tần đạp thiên nghe được lời này của diệp trần Tuy rằng trong lòng cảm thấy rất thống khoái, tuy nhiên cũng không thể không âm thầm lắc đầu. Không hổ là Diệp Cuồng Tiên a, quả nhiên vẫn hoàn toàn cuồng giống như trước đây. Đáng tiếc người mà hắn đối mặt lại là tồn tại căn bản không có cách nào chiến thắng. Đúng nha, nếu như hắn được khổ tu thêm 20 năm nữa, chưa chắc không có lực đánh một trận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, gần như không có người nào xem trọng Diệp Trần. Dù sao, hắn còn quá trẻ tuổi. Ngay chiến thần Diệp Thiên Ca cũng không theo kịp tần đạp thiên huống chi hắn chỉ là một tên thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi a. À. Tần Đạp Thiên nghe được lời này của Diệp Trần, càng là giận quá mà cười, được một cái Diệp Cuồng Tiên, bản trưởng lão tung hoành thiên hạ đã 200 năm, ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói với ta như vậy, có gan. Diệp Thiên ta ở một bên, mặt mũi sớm đã không còn một giọt máu, nhịn không được hướng về phía Diệp Trần giận dữ mắng mở, con làm sao không biết trời cao đất rộng như thế, nếu như con chết rồi, ta làm sao bàn giao với mẹ của con ở dưới cửu tuyền đây. Diệp Thiên Ca không đề cập tới vấn đề này còn tốt. Vừa nhắc tới mẹ Diệp Trần, hai đôi mắt của Diệp Trần lập tức phát lạnh. Ngươi không xứng nói với mẹ của ta. Hơn nữa, chuyện của ta cũng không cần phiền ngươi tới khoa tay múa chân, cốt ngay cho ta. Nói ra lời này đồng thời, Diệp Trần đưa tay chính là phát ra một trường. Âm âm, một trường ấn to lớn cao tới mấy chục mét, lập tức đánh chính diện về phía Diệp Thiên Ca. Điều này, làm sao có thể? Tuy rằng, Diệp Thiên Ca gần đây mới biết được đứa con này của mình chính là Diệp Tiên Sinh đang có danh tiếng rất lớn. Tuy nhiên từ thu thập tư liệu từ các nơi tới, thực lực của hắn chắc là chưa bằng mình. Mà bây giờ, nhìn thấy một trường này của Diệp Trần, hắn mới phát hiện chính mình đã sai, mà là sai không hợp thói thường như thế. Cho dù là hắn, xuất ra toàn lực, chỉ sợ cũng không thể thi triển ra một trường mạnh mẽ như thế. Âm âm, một cỗ lực lượng cường hãn vô song, dạp trời kín đất mà đến. Diệp Thiên ca căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng sử dụng thần thông kim cương bất hoại, đồng thời nhanh chóng vung ra xong quyền nó lấy. Bành! Trên mặt sông, hai cỗ lực lượng cường hãn va chạm vào nhau, lập tức nổ tung lên, trong nháy mắt nhấc lên một cơn sóng nước cao gần trăm mét. Mà lên trên không trung nơi tràn ngập những bông tuyết rơi kia, trong nháy mắt bị bốc hơi hóa thành từng làn từng làn hơi nước màu trắng. Dầm dầm! Sau khi lực lượng của hai người va chạm vào nhau, Diệp Thần vẫn rất bình ổn đứng ở trên mặt sông, không xem dịch một chút nào. Mà Diệp Thiên Ca thì lại bay ngược ra sau, giống như mũi tên, lùi lại tới vài dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình nhưng ở trên người đã bị thước sông ngấm vào nhìn qua có chật vật một chút Xoạt! thấy cảnh này mọi người ở hai bên bờ sông lập tức xôn xao lần nữa ngay cả bên trong đình cổ vị đại thủ trưởng kia luôn luôn ngồi ở chỗ đó thấy cảnh này cũng đột nhiên bật người đứng dậy trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng cho dù là bất cứ ai cũng không nghĩ tới diệp cuồng tiên này còn chưa có giao thủ với tần đạp thiên ngược lại trước tiên lại đánh nhau với diệp thiên ca mọi người càng không nghĩ tới tình cảnh trước mắt này diệp thiên ca vậy mà không thể địch nổi diệp cuồng tiên chẳng lẽ diệp thiên ca không muốn làm con trai của mình bị tổn thương cho nên cố ý nhường chỉ có trong lòng của diệp thiên ca mới rõ ràng nhất chính mình làm gì có nhường con trai mình rõ ràng nó còn chưa có xuất ra toàn lực để đối phó chính mình hắn không hoài nghi chút nào nếu vừa rồi diệp trần có thể thưa thắng truy kích hắn khẳng định không ngăn cản được thực lực của tiểu trần làm sao lại mạnh như thế diệp thiên ca lập tức vừa mừng vừa sợ đồng thời càng nghĩ càng không hiểu từ trước đến nay ở trong và ngoài nước, cho dù có thiên phú cao hơn nữa cũng tuyệt đối không có người có thể ở trước 20 tuổi mà bước vào thần cảnh. Cho dù ở siêu năng cục của nước Mỹ, cũng không có tồn tại nhân vật nào như vậy. Nhưng, sự thật đã bày ra ở trước mắt, Diệp Thiên Ca không thể không tin được. Một trường bức Diệp Thiên Ca lui, lúc này Diệp Trần mới cậm rãi nhìn về phía tần đạp thiên cũng đang kinh hãi, khóe miệng hơi nhếch lên, lão cẩu, lời của ta vừa rồi, bây giờ vẫn còn hiệu lực, tự phế võ công, quỳ xuống nói xin lỗi ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha 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 ha. Tần Đạp Thiên nghe được điều này, lập tức cười ha ha, tiếng cười vô cùng bá đạo, thậm chí ngay cả nước sông ở xung quanh đều trở nên sôi trào, cây cối ở hai bến bờ sông còn lắc lư loạn một trận. Mà những người bình thường giống như Đường Thanh Nhã, Trương Bằng Vũ, bị tiếng cười kia làm ảnh hưởng, cảm giác trái tim như đang muốn nhảy ra ngoài. Đường Thanh Nhã cố nén khó chịu, cắt cao nhìn chằm chằm thân ảnh ở trên mặt sông kia, trong miệng thấp giọng lầm bầm nói: "Diệp Trần, người chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra à tần đạp thiên cười một lúc vẻ mặt bỗng nhiên thu lại diệt cuồng tiên ta thừa nhận là ta coi thường ngươi tuy nhiên cho dù thực lực của ngươi ở phía trên diệp thiên ca thì ngươi cho rằng chính mình sẽ là đối thủ của ta sao hôm nay bản trưởng lão sẽ cho ngươi biết tuyệt vọng là gì tần đạp thiên nói xong lời này dẫm chân xuống bành chiếc thuyền lá ở dưới chân hắn lập tức nổ tung trong nháy mắt hóa thành một đống bột phấn theo dòng nước cuốn trôi mà đi cùng lúc đó tần đạp thiên cũng đã phi thân lên tay phải thả lỏng ở phía sau tay trái làm đau chậm rãi giơ lên âm âm trên đỉnh đầu của tần đạp thiên lập tức xuất hiện một cái ánh đao to lớn cao mấy trăm thước màu xanh lam diệp cuồng tiên trước tiên tiếp ta một chiêu huyền băng đao khí theo giọng nói giống chư chuông ngân kia của tần đạp thiên quanh quẩn giữa thiên địa Quanh, đạo ánh đao khổng lồ màu xanh lam kia đã hung hăng bổ về phía diệp trần ở phía dưới Hừ. đối phương rõ ràng chỉ là thăm dò cho nên Diệp Trần cũng không có vội vàng ta tay, trực tiếp thi triển thần thông xúc địa thành thốn một lần nữa, ở trong chưa tới vài mili giây đã tránh đi một đau vô cùng tấn mãnh của đối phương. 3. Âm âm Đạo huyền băng đau khí kia tuy rằng chạm vào khoảng trống, nhưng khi rơi vào phía trên mặt sông, mặt nước trong nháy mắt lõm xuống dưới mấy chục mét, tạo thành một cái khoảng cách cực lớn. Dòng nước sông vốn còn đang chảy xiết, thế mà bị đau khí này rõ ràng ngăn lại. Mọi người nhìn qua chỗ đó, giống như nhìn thấy một vách núi dựng đứng xuống vực sâu có khoảng cách to lớn. Vẻ mặt của mọi người lập tức hoảng sợ một tao, ngăn dòng chảy. Mặc dù bọn họ đã phỏng đoàn thực lực cảnh giới kia lên tới mức độ lớn nhất, nhưng khi thấy cảnh tượng thực sự xảy ra ở trước mắt, vẫn còn kinh ngạc nói không nên lời. Nhất là người bình thường giống như Trương Bằng Vũ, chưa từng thấy qua thủ đoạn khủng bố như thế, càng là bị dọa đến suýt chút nữa thì không tự chủ mà đặt mông ngồi xuống đất. Cái này, còn là người sao? sau khi diệp trần dễ dàng né tránh công kích bằng đau khí của tần đạp thiên bỗng nhiên cũng hét lớn một tiếng người cũng thử tiếp một chỉ của ta một chút nói xong diệp trần trực tiếp vươn hai ngón tay hương tần đạp thiên ở trên không trung điểm ra một điểm vèo một đạo kiếm khí màu đỏ thắm từ đầu ngón tay của diệp trần phát ra bắn về phía tần đạp thiên trong nháy mắt lao lên tới vài trăm mét ừm tần đạp thiên cảm nhận được đạo kiếm khí này có khí tức nguy hiểm cường đại vẻ mặt không thể không thay đổi thân thể lập tức ở trên không trung lật một cái cũng né tránh đi công kích bằng một chỉ này của đối phương kiếm khí màu đỏ thám lớn tới vài trăm mét kia tuy rằng một kích thất bại nhưng thế đi không giảm lập tức đánh chúng vào trên một vách đá phía sau tần đạp thiên bành vách núi kia lập tức nổ tung vách núi cao mấy chục mét thế mà trong nháy mắt bị san thành bình địa t mọi người thấy thế lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh lần nữa tần đạp thiên một đao ngăn dòng chảy diệp cuồng tiên một chỉ nát núi sông cường đại như vậy kinh khủng như vậy ha 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 sau khi tần đạp thiên trở lại trên mặt sông một lần nữa lập tức cười ha ha được ngươi một cái diệp cuồng tiên ta quả nhiên không có đoán sai ngươi chẳng những nhận được truyền thừa của tu tiên thượng cổ thế mà còn tu luyện võ kỹ tiên nhân tới cảnh giới như thế chỉ bằng một chiêu này ngươi đã đủ tư cách làm đối thủ của ta diệp trần cười lạnh thật sao thế nhưng ở trong mắt của ta ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi tần đạp thiên lập tức nổi giận ngươi muốn chết bị diệp trần chọc giận thành công dưới chân tần đạp thiên đột nhiên dừng lại oanh 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 từng cái cột nước phóng lên tận trời sau khi phun ra tới không trung trong nháy mắt ngưng tu thành băng trong chớp mắt đã xuất hiện bốn thanh đao khổng lồ màu băng lam dài đến gần trăm mét khác hẳn với huyền băng đao khí đây là đao băng thực sự được ngưng tụ từ nước sông tứ đao tuyệt sát trận đi sau khi tần đạp thiên quát lớn một tiếng bốn thanh đao khổng lồ màu băng lam kia thi nhau từ các phương hướng khác nhau khác biệt góc độ Trước sau chém về phía Diệp Trần, giống như bốn người vung bốn thanh đao khổng lồ, đang với công Diệp Trần, hơn nữa còn phối hợp rất hoàn mỹ. Tuy nhiên, Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, hai tay vẫn như cũ thả lỏng ở phía sau, vẫn chỉ cần sử dụng thần thông xúc địa thành thốn, dễ dàng né tránh. Bốn thanh đao khổng lồ kia ở dưới sự điều khiển của Tần Đạp Thiên, dựa theo trình tự quy tắc nhất định, nhìn như không có một chút sơ hở nào, thế mà Diệp Trần luôn có thể ở trong lúc nguy hiểm mà tránh đi. Tần Đạp Thiên đây chính là thực lực của ngươi sao ngươi thật sự đã để cho ta quá thất vọng rồi diệp chân tránh né được một lúc sau mới bắt đầu mở miệng trào phúng tần đạp thiên lập tức tức giận đến phổi đều muốn nổ ra muốn chết dưới chân bỗng nhiên dừng lại lần nữa oanh 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 trong nháy mắt tần đạp thiên lại một mạch ngưng tụ ra bốn thanh đao khổng lồ màu băng lam đi tăng thêm bốn thanh đao khổng lồ trước đó lập tức biến thành tám thanh đao khổng lồ chỉ thấy mười ngón tay của tần đạp thiên đang bay múa tám thanh đau khổng lỗ ở giữa bầu trời kia ở dưới sự điều khiển của tần đạp thiên giống như một cái đau trận khổng lồ càng giống như một cái cối xay thịt rất lớn dường như lúc nào cũng có thể rào sát diệp trần ở bên trong diệp trần có đến vài lần bị mấy cái lưỡi đau khổng lồ kia sượt qua người nhưng thủy trung vẫn không có cách nào làm tổn thương diệp trần một chút nào ta ngược lại muốn xem xem người còn có thể trốn tới lúc nào nhìn thấy như vậy mà vẫn không thể làm được gì diệp trần tần đạp thiên rốt cuộc hoàn toàn nổi giận và ngay lập tức làm bước tiếp theo oanh 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 chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện thêm 8 thanh đao khổng lồ 16 thanh đao khổng ở ở dưới sự điều khiển của tần đạp thiên quả thực giống như máy móc tinh vi trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt sông ở xung quanh trong phạm vi 10 dặm và trong đó hoàn toàn phong tỏa hết tất cả đường lui của diệp trần sau đó dần dần khép lại thề phải xoắn giết diệp trần ở trong đó đi chết đi tần đạp thiên hét lớn một tiếng 16 thanh kiếm khổng lồ hội tụ ở một chỗ, Diệp Trần giống như bị buộc phải tới gần một cái góc, dường như đã không còn đường nào có thể trốn, không có chỗ nào để né được. Mọi người ở hai bên bờ nhìn qua cảnh tượng trước mắt này, lập tức thi nhau cảm thán, như vậy kết thúc rồi sao? Quả nhiên không hổ là đại trưởng lão Thánh Tâm Các. Diệp Cùng Tiên cuối cùng vẫn còn quá trẻ tuổi. Đường Thanh Nhã nhìn vào trong trận đau kia, Diệp Trần đã bị buộc đến tuyệt cảnh, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bạch vô cùng thân thể lung lay sắp đổ. Diệp Thiên Ca thì cắn răng một cái, quyết định tiến lên nghĩ cách cứu viện. Mặc dù hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của Tần Đạp Thiên, nhưng mà hắn vừa mới bước ra một bước đã nghe được trong trận đao kia truyền tới một tiếng cười giễu cợt. Tần Đạp Thiên ta vẫn luôn không xuất thủ, chính là muốn nhìn ngươi đến cùng có thể sử dụng ra thủ đoạn gì. công nghĩ tới, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh như thế này. Nghe được điều này, Diệp Thiên Ca vội vàng tập trung nhìn vào, lập tức thấy được cảnh tượng vô cùng rung động chỉ thấy diệp trần bỗng nhiên đứng lại không né tránh nữa trên người bỗng nhiên nổi lên một đạo ánh vàng tầm uhm. trong nháy mắt thân thể diệp trần đột nhiên cao lên một đoạn dài thế mà biến thành một người cao to cao tới hai m năm hơn nữa trên dưới quay người phát ra kim mang chói mắt giống như thần phật hàng thế sau khi cảnh giới đột phá tới trúc cơ lưu ly kim thân của diệp trần cũng theo nước lên thì thuyền lên cùng với nhục thân đã hoàn thành một bước nhảy vọt về chất lực phòng ngự của hắn bây giờ so với trước đó được tăng lên không chỉ mười lần đây là võ kỹ phòng ngự của tiên môn diệp thiên ca thấy thế hai mắt lập tức trợn lên thật lớn không thể không thất thanh nói lúc trước hắn thi triển thần công kim cương bất hoại chính là võ kỹ phòng ngự của tiên môn chỉ có điều so với võ kỹ tiên môn mà diệp trần thi triển quả thực quá nhỏ yếu hắn lại làm sao biết được rằng diệp trần thi triển lưu ly kim thân cho dù ở trong tu chân giới cũng là võ kỹ phòng ngự cao cấp nhất như vậy làm sao những thứ truyền thừa không trọn vẹn ở trên trái đất này có thể so sánh được phá cho ta sau khi diệp trần thi triển ra lưu ly kim thân lập tức quát to một tiếng trực tiếp một quyền nện vào phía trên lưỡi đao thanh băng đao kia người ở hai bên bờ đứng xem tự nhiên đều không có nhãn lực giống như diệp thiên ca nhìn thấy diệp trần thế mà lấy nắm đấm chống lại trận đao kia lập tức thi nhau lắc đầu có người đã không đành lòng nhìn tiếp nữa ầm uhm, một quyền của diệp trần đập xuống đau khổng lồ màu băng lam sắc bén vô cùng kia chẳng những còn chưa làm cho diệp trần bị thương một chút nào ngược lại lại bị một quyền này của hắn trực tiếp đánh bạo hóa thành một đống bột phấn băng tinh theo gió phiêu tán sau đó song quyền của diệp trần vung lên liên tục bành 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 thời gian chỉ trong một cái chớp mắt 16 thanh đao khổng lồ thế mà toàn bộ bị đánh bạo cái gì không chỉ mọi người ở hai bên bờ sông kinh khạc tới ngây người ngay cả tần đạp thiên cũng có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nội lực hắn tu luyện 200 năm công lực tinh thuần và mạnh mẽ tuyệt đối có thể được xưng là xưa nay chưa từng có mà hắn lấy nội lượng ngưỡng tụ nước sông thành băng mặc dù so với thần binh lợi khí tỵ còn kém nhưng cũng là sắc bén vô song đối phương thế mà dùng nhục quyền cưng đối cứng với lưỡi băng đau của hắn hơn nữa còn rõ ràng đánh nổ nó đây là chiến kỹ phòng ngự gì của ngươi làm sao lại mạnh như thế tần đạp thiên rốt cuộc luống cuống một chút không còn có vẻ tự tin và ngạo mạn như lúc ban đầu hắn chợt phát hiện chính mình thế mà bắt đầu có chút nhìn không thấu người thiêu niên ở trước mắt này đường thanh nhã ở bên trong đình cổ nhìn thấy diệp trần không có việc gì lập tức lấy tay vỗ lên bộ ngực có quy mô khá lớn của cô ta, thở phào nhẹ nhõm. Tần Đạp Thiên, nhận lấy cái chết. Sau khi Diệp Trần đánh nổ 16 thanh đao khổng lồ, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh. Âm âm, trên mặt sông, lập tức hiện ra một cái hố lớn rất nhỏ, sau đó nhấc lên từng ngọn từng ngọn sóng lớn cao tới mấy chục mét. Mà cùng lúc đó, Diệp Trần đã nổ bắn mà ra, như là Thuấn Di xuất hiện ở trước mặt Tần Đạp Thiên, trực tiếp đánh ra một quyền vào trên ngực hắn. Phốc. Tần Đạp Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tốc độ của Diệp Trần đã đạt tới mức kinh khủng như thế, căn bản không có kịp phản ứng, ngực đã bị trúng một quyền, lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, người cũng như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Cũng may mà kinh nghiệm tác chiến của Tần Đạp Thiên cũng phong phú, ở trong lúc thân thể bị Diệp Trần đánh bay đó, thế mà thuận thế ở trên mặt sông trượt hơn ngàn mét, trong nháy mắt tạo ra khoảng cách với Diệp Trần, phòng ngừa hắn tiếp tục thừa thắng truy kích. Soạt. Mọi người ở hai bên bờ ngay lập tức xì sao ban tá lần nữa nhất là những người trước đó không coi trọng Diệp Trần, gần như khiếp sợ tới trọng mắt đều muốn rớt xuống. Thật ra thì những người này cũng không phải là xem thường Diệp Trần, thực sự là ở Tần Đạp Thiên kia đã có thanh danh 200 năm vang rồi, bọn họ bất kể như thế nào cũng không tin một thiếu niên thiên tài còn chưa tới 20 tuổi, cho dù có thiên phú dị bẩm như thế nào, làm sao có thể đấu lại được với Tần Đạp Thiên. Nhưng quay trở lại hiện thực lại hung hăng cho bọn hắn một cái tát. Ưng. Ừ. Một quyền của Diệp Trần đánh Tần Đạp Thiên bay phun máu, nhưng lại nhướng mày thấp giọng lẩm bẩm nói, linh khí phòng ngự sao? Hóa ra, cái trường bào màu tím vàng kia lại là một cái linh khí phòng ngự. Bằng không, một quyền vừa rồi của Diệp Trần, với nhục thể của Thần Đạp Thiên còn chưa bước vào cảnh giới Thiên Thiên, coi như không chết thì cũng phải trọng thương, nhưng bây giờ thì chỉ phun ra một ngụm máu, chịu một chút vết thương nhẹ thôi. Nhưng cho dù như thế, Tần Đạp Thiên lúc này đã lui lại ra bên ngoài tới ngàn mét, lập tức vừa sợ vừa giận, cảm giác mình vô cùng nhục nhã quả thực không thể tiếp nhận tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra. Hắn là đại trưởng lão Thánh Tâm Các, hắn là lão tổ Tần gia, đã 200 năm trong giới võ đạo của Hoa Hạ. Thế mà xích chút nữa bị một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi đánh bại. Không, ta không tin, một trận chiến này ngày hôm nay, người thắng chỉ có thể là ta, còn ngươi phải chết. Tần Đạp Thiên Triệt để phát rồ, đột nhiên ngửa đầu lên rời giống lớn một tiếng. Mái tóc dài màu trắng nhảy múa hơi theo gió như phượng múa, giống như điên như rồ. Khanh, một âm thanh kim loại sắc nét đột nhiên vang vọng đất trời cùng lúc đó một đạo ánh sáng màu xanh lam từ trong cơ thể tần đạp thiên bay ra oanh mọi người cẩn thận nhìn ánh đao màu xanh lam kia rõ ràng là một cái phi đao vô cùng hoa lệ quân chúng ở hai bên bờ vây xem lập tức lần nữa như ông vỡ tổ mọi chuyện xảy ra trước mắt quả thực cảnh tượng giống như chỉ có trong phim ảnh thần thoại mới có thể xuất hiện à thế mà bây giờ xảy ra ở trước mắt bọn họ một cách rõ ràng như vậy điều này làm sao làm cho bọn họ không cảm thấy rung động Diệp Trần dường như sớm đã ngờ tới, hai mắt không thể không khẽ híp lại một cái, thấp giọng cười lạnh nói. Bảo bối trên người cũng không phải ít à, đáng tiếc hôm nay ngươi coi như có 100 kiên linh khí, cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau khi nói xong lời này, tâm niệm Diệp Trần vừa động, xích diễm. Hư, một đạo ánh kiếm màu đỏ thám phóng lên tận trời, kiếm xích diễm đã từ trong đan điền của hắn bay ra, xông thẳng lên trời. Mọi người ở hai bên bờ, xem lập tức cảm thấy choáng váng, hai vị trước mắt này quả thực chính là tiên nhân trong truyền thuyết nha cuộc quyết đấu hôm nay này thật sự là càng ngày càng vô cùng đặc sắc nếu không phải chứng kiến tận mắt ai có thể tin tưởng được trên đời này vậy mà thật sự có tồn tại cường đại như thế tần đà thiên sớm đã biết diệp trần có một thanh linh khí phi kiếm cho nên cũng không cảm thấy kỳ lạ nhìn qua thanh kiếm xích diễm của diệp trần đang lở lửng ở trên không trung lập tức cười lại nói diệp cuồng tiên ta thừa nhận ngươi rất mạnh mạnh đến mức nằm ngoài sự dự liệu của ta đáng tiếc a à, ngươi quá ngu hoặc có thể nói ngươi đối với thuộc tính của linh khí hoàn toàn không biết gì cả thanh phi kiếm này của ngươi rõ ràng là linh khí thuộc tính hỏa mà phi đao này của ta là linh khí thuộc tính băng ngươi thế mà lựa chọn ở trên sông thiên giang này tuyết lớn đầy trời để quyết đấu với ta thiên thời địa lợi đều ở trong tay ta ngươi lấy cái gì ra đấu với a mọi người nghe được lời này của tần đạp thiên vội vàng nhìn vào hai kiện linh khí ở trên đỉnh đầu của hai người quả nhiên trên đỉnh đầu của tần đạp thiên là một thanh phi đao màu băng lam được hàn khí ở xung quanh thẩm thấu vào khó thức càng ngày càng mạnh. Tương phản, đỉnh đầu Diệp Trần là một thanh phi kiếm có màu đỏ của lửa, khí tức lại đang bị áp chế dần dần. Đây chính là cảnh giới tiên nhân sao, không nghĩ tới ngay cả binh khí đều có nhiều môn đạo như vậy. Bây giờ xem ra, Diệp cuồng tiên kia chỉ sợ lại rơi vào thế hạ phong. Cho dù là như vậy, ai thắng ai thua cũng chưa thể biết được. Mọi người bàn luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Diệp Trần nghe được lời này của Tần Đạp Thiên cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhìn xuống mặt sông phai dưới, từ từ mở miệng nói, tần đạp thiên, ta không thể không nói, ngươi nương tựa theo võ giả nội kinh, thế mà có thể tu luyện vũ kỹ tu chân tới cảnh giới như thế này, cũng có thể coi như chính là kỳ tài đương thời. đáng tiếc, cho dù ngươi tu luyện tu chân vũ kỹ tới mức lô hỏa thuần thanh, lại mạnh mẽ dùng nội kinh luyện hóa linh khí, nhưng vẫn không phải tu chân giả chân chính. tần đạp thiên nghe được điều này, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi, ngươi thế mà nhìn thấu chi tiết của ta. diệp trần không để ý tới hắn, mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời giọng nói đột nhiên để cao hơn mấy phần người nói không sai thiên thời địa lợi đều ở tay ngươi thế nhưng ở trước thực lực tuyệt đối những thứ này đều chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi nói xong lời này hai con ngươi của diệp trần đột nhiên ngưng tụ ông kiếm xích diễm lập tức rung động kịch liệt một hồi sau đó tản mát ra ánh sáng chói mắt ánh kiếm cũng theo đó mà tăng vọt đến hơn ngàn mét hô 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 mọi người ở hai bên bờ sông lập tức thi nhau cảm nhận được một dòng nước nóng đang phả vào trước mặt có vẻ như đã bước vào ngày hè nóng bức từ mùa đông khắc nghiệt. Dầm dầm, trên bầu trời bông tuyết còn đang rơi xuống, ở dưới luông nhiệt cuồng đại, thế mà cũng tuyết hóa thành mưa, rơi xuống ngạo ào. Mà ở xung quanh ánh kiếm màu đỏ kia trong phạm vi ngàn mét, thế mà ngay cả một giọt nước cũng không có, toàn bộ bốc hơi thành hơi nước. Mọi người ở hai bên bờ sông, nhìn qua đạo thân ảnh ở dòng sông giống như thiên thần kia, và thanh kiếm kinh khủng dường như có thể xé rách bầu trời xanh kia, đã có người không nhịn được mà quỳ xuống trên mặt đất quỳ bái và lúc này sắc mặt của tần đạp thiên rốt cục cũng thay đổi nghẹn ngào lẩm bẩm nói sao lại thế làm sao lại mạnh như vậy vẫn tinh thức theo tiếng quát kẽ của diệp trần ánh kiếm khổng lồ lớn gần ngàn mét đã hung hăng giáng xuống ở dưới khí thế áp bách to lớn kia tần đạp thiên căn bản không kịp trốn tránh chỉ có thể thao túng đao thanh đao linh khí khổng lồ màu xanh lam ở trên đỉnh đầu kia tới liều mạng ngăn cản oanh một đao một kiếm hung hăng đụng vào nhau sau đó lại nhanh chóng tác ra mà tần đạp thiên tuy rằng đã nỗ lực ngăn cản xuống một kiếm này của đối phương, nhưng cả người ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp rơi vào đáy sông, thậm chí còn va chạm xuống đáy sông tạo thành một cái động lớn. Oanh! Nước sông ở xung quanh theo đó mà nổ tung lên, chẳng những sông Thiên Giang trong nháy mắt không chỉ đột nhiên ngừng chảy mà ngay cả đáy sông sâu hàng chục mét đều bại lộ ra. Soạt! Nước sông ở dưới cỗ lực lượng cường đại kia đè ép, thế mà nhấc lên từng cơn sóng nước cao hơn trăm mét, trực tiếp hung hăng đạp vào hai bên trên bờ sông mọi người ở hai bên bờ sông lập tức thi nhau thốt lên một tràng những tông sư hóa kình kia vôi vàng vươn hai tay ra lấy khí kình bao lại cổ đình mình đang đứng để cản trở nước sông xung kích mà ở những đỉnh cổ không có tông sư chấn giữ thì thảm rồi tất cả mọi người trong nháy mắt bị ướt như chuột lột nhưng mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu oanh 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 thời gian chỉ trong nháy mắt đã kiếm một lam một đỏ đã giao phong mấy chục lần mà mỗi một lần giao phong nước sông sẽ xung kích tới hai bên bờ một lần sau khi liên tiếp mấy chục lần như vậy nước sông thiên giang đã triệt để bị hai người ngăn chặn hai người đã từ lâu từ mặt sông đánh xuống tới đáy sông sâu mấy chục mét phốc tần đạp thiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lúc này sớm đã không có uy phong như lúc đầu đầu tóc rối bời chật vật không chịu nổi Diệp cuồng tiên đây là ngươi bức ta hôm nay ta muốn đồng quy phu tận với ngươi tần đạp thiên đã hoàn toàn bị tơi vào thế hạ phong lập tức giống lớn một tiếng bỗng nhiên hung hăng đập một cái vào chính vị trí tim của mình phốc một chút máu tươi từ trong tim trực tiếp phun ra ở phía trên thanh linh khí phi đao màu xanh lam âm âm linh khí phi đao khí tức vốn đã bắt đầu trở nên hư nhược đột nhiên tăng vọt đồng thời tỏa ra một cỗ sát khí nồng đậm diệp trần thấy thế khóe miệng hơi nhếch lên chơi cũng chơi chán rồi cũng là lúc nên kết thúc nói xong diệp trần bỗng nhiên chắp tay trước ngực nâng cái ánh kiếm gần ngàn mét kia nặng nề đè ép xuống lưu hỏa chu tiên chàm mắt thấy đối phương sử xuất ra một kích liều mình Diệp Trần cũng không có khinh thường, rốt cuộc sử xuất sát chiều của mình. Oanh long 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 long. Mọi người ở hai bên bờ sông, chỉ thấy hai luồng ánh sáng một đỏ mộ lam ở dưới đáy sông hung hăng va chạm vào nhau. Sau một khắc, núi sông rung chuyển, nước sông chảy ngược. Nước sông ở thượng du sông Thiên Giang, đột nhiên đã bay vụt mấy chút mét lại sững sờ không cách nào chảy xuống dưới thay vào đó. Nó nhanh chóng chảy ngược xuống trong dòng chảy lên. Cứ như vậy qua một lúc lâu, hai luồng ánh sáng ở đáy sông bắt đầu từ từ tiêu tán, mà nước sông lưu ở trên không trung cũng lập tức chút xuống dưới, trong nháy mắt hai người chìm ngập vào trong đó, mọi thứ trở nên bình tĩnh lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng kết thúc sao? Cũng không biết là ai thua người nào thắng. Cứ tiếp tục đánh như thế, chỉ sợ chúng ta đều phải nhanh trốn. Quá kinh khủng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời tất cả đều đang mong mỏi cùng trông mong nhìn chăm chú nhìn động tĩnh ở trên mặt sông. Nhưng mà, đợi tới qua nửa giờ, mặt sông vẫn luôn bình tĩnh một cách kỳ lạ nước sông từ từ chảy xuôi và tuyết rơi một lần nữa bao phủ toàn bộ sông thiên giang vô luận là diệp cuồng tiên hay là tần đạp thiên từ lúc đó cho tới bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện chẳng lẽ hai người kia thật đồng quy vô tận rất có khả năng dù sao đều là nhân vật cấp độ thần tiên đáng tiếc đây chính là hai vị tiên nhân chân chính a mấy trăm năm đều chưa chắc có thể xuất hiện ra một vị a tần đạp thiên kia đã sống hơn 200 tuổi chết đi thì cũng thôi nhưng diệp cuồng tiên vẫn chỉ là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi đáng tiếc thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Ngay cả vị đại thủ trưởng kia, cũng không thể không liên tục dậm chân thở dài. Ai, sớm biết diệp cuồng tiên này có thực lực như thế, nói như thế nào ta cũng không nên đồng ý để hắn quyết đấu với tần đạp thiên. Đây chính là thần long vệ ta từ lúc thành lập đến nay đã trăm năm rồi mới ra được vị tiên nhân đầu tiên. Khẽ thở dài một lát, đại thủ trưởng đột nhiên đứng dậy, hướng về phía dịch Sơn Hà nói. Dịch lão ca, lập tức phái người xuống nước vớt, sống thì gặp người chết thù phải thấy xác. Dịch Sơn Hà cũng có vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng mà, Dịch Sơn Hà phái ra 8 tên tông sư hóa kình, thậm chí ngay cả chính hắn tự thân lên chân, tìm kiếm trong phạm vi hơn 10 dặm ở đáy sông mấy lần nhưng vẫn không có thu hoạch được gì. Cuối cùng, 9 tên tông sư hóa kình chỉ có thể có vẻ mặt thất vọng mà trở về phục mệnh. Đại thủ trưởng lần nữa nặng nề thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Quốc sĩ chết, trời không giúp hoa hạ chúng ta, ai tai, ai tai." Đối với nước sông cuồn cuồn ở trước mặt, sau khi liên tiếp thở dài nói một tiếng lúc này đại thủ trưởng mới thất vọng rời đi mọi người còn lại thấy thế lập tức cũng tiếp nhận sự thật này không thể không thở dài một lúc vẻ mặt của đường thanh nhã thì trở nên trắng bạch bỗng nhiên nghiêng đầu trực tiếp hôn mê mấy nữ sinh còn lại vội vàng đỡ lấy tất cả mọi người còn tưởng rằng cô ta bị cảnh đánh nhau trước đó làm kinh hãi chỉ có mạnh huyền lệ mới biết đường thanh nhã cũng đã đoán ra được diệp cuồng tiên chính là diệp trần cô ta tự nhiên là bi thương quá độ mà gây nên ai diệp tiên sinh lão phu còn chưa kịp hồi báo ân chỉ điểm của ngài, ngài sao có thể? Mạnh huyền lễ cũng thầm than một hồi, tuy nhiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, dường như nghĩ tới điều gì, lại thấp giọng tự nhủ. Nếu như tin tức diệp tinh sinh chiến tử, một khi truyền về Phân Châu, nhất định toàn bộ thiên nam đều sẽ vì điều đó mà chấn động, hơn nữa trật tự cân bằng vừa mới thành lập trước đó, tất nhiên cũng sẽ bị rối loạn, toàn bộ tỉnh thiên nam chỉ sợ sẽ phải loạn, ta nhất định phải lập tức trở về Vân Châu mới được. Vừa nghĩ tới đây, mạnh huyền lễ vội vàng tự mình cõng đường thanh nhã đang hôn mê chầu hỏi mọi người rồi trở về vân châu đợi đến lúc tất cả mọi người ở hai bên bờ thi nhau tán đi cả phân đường khẩu rộng lớn chỉ còn lại một thân ảnh diệp thiên ca chiến thần hoa hạ tuy nhiên lúc này trên mặt diệp thiên ca cũng không có nỗi buồn ngược lại hiện ra vẻ ngưng trọng và khó hiểu tiểu trần con có thể lừa được người khác nhưng không giấu giếm được ta chỉ có điều con cố ý để cho người ta hiểu nhầm là con chết ở bên trong quyết chiến không biết đến cùng là có ý định như thế nào Hết tập 20, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe các bạn hãy chia sẻ cho người thân, bạn bè biết đến kênh chuyện của mình nhé. Cảm ơn mọi người.